Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 Cũng là tập cuối của bộ truyện này Sau khi nghe xong các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện Qua giọng kể của Thu Hệ không biết bao nhiêu giọt nước mắt mặn đắng đã rơi xuống khuôn mặt đó không có ngòi bút nào có thể diễn tả sự đau đớn của hà lan lúc này cô đau đau đến ruột gan quặn lên tưởng chừng như nó đang đứt ra từng đoạn cô gào lên cô hét lên nhưng mà đứa con tội nghiệp của cô cũng đã vĩnh viễn rời xa cô mất rồi hoàng nam ôm chầm lấy cô anh cũng khóc em đừng như thế mà em hà lan đẩy nam xa đôi mắt cô đỏ ngầu như hai ngọn lửa sực cháy là mẹ anh ấy bà đã đẩy em ngã đấy là bà ấy giết chết con của chúng ta hoàng nam đứng hình ú ớ cái gì em nói nói cái gì hà lan cười khổ nước mắt cứ như vậy mà chảy vào khóe miệng chảy vào cổ họng nhưng hà lan chẳng còn cảm nhận được nữa là bà ấy đẩy em ngã xuống đất vì bênh con thúy còn nhẫn tâm bỏ em ở đó mặc em van xin bà ấy gọi cấp cứu là bà ấy giết con của em Không được, em phải tìm bà ấy, em phải tìm bà ấy Hà Lan bứt mạnh kim chuyển nước ra khỏi tay Định đi xuống giường nhưng bị bà giáo giữ lại Con định đi đâu, con nằm xuống đây đi con, còn yếu lắm đấy Nhưng Hà Lan dường như đã bị cái chết của đứa con gái làm kích động quá mức Cô không nghe ai nói, một mực muốn tìm bà Hoài Cô la hét, cô gào rú Cuối cùng khi bác sĩ đến, tiêm mũi an thần cho cô cô mới từ từ im lặng, khép mắt chìm vào giấc ngủ. Khi đã ổn định xong, bà giáo trừng mắt hỏi Nam đang ngây ngốc. Cậu nói đi, giải thích đi. Nam lắc đầu. Con không biết gì cả, mẹ con nói cô ấy tự ngã. Con sẽ gọi cho mẹ con, con sẽ gọi ngay đây ạ. Nam gấp gáp bấm máy gọi cho bà Hoài. Ở nhà bà Hoài cũng đang run như cẩy sấy vì ông giáo đem cháu nội về thấy con trai gọi thì vội nghe alo mẹ đê nam con lan sao rồi mẹ sao vợ con bị ngã ờ ờ mẹ mẹ không biết nam quát mẹ nói đi có phải là mẹ đẩy vợ con ngã không ạ à? có phải không mẹ mẹ bà hoài ấp úng thì nam biết là sự thật rồi nam hét lên sao mẹ làm như vậy hả trời ơi mẹ ơi là mẹ bà hoài thấy sợ nhưng mà không cảm thấy mình có lỗi, bà còn nói. Nó xông vào muốn đánh cái Thúy, nên mẹ mới đẩy nó ra. Ai biết nó ngã chứ. Mà có khi là nó cố tình như thế để vu oan cho mẹ đấy. Con để nó ghê gớm lắm, con đừng có tin. Mẹ ơi, đến nước này rồi, mẹ có thể thốt ra những lời như vậy sao ạ? Con con mất, cháu nội mẹ mất, mất trong tay mẹ đó ạ. À? Nam hét lên tắt cái điện thoại, ôm đầu bút chán. Bà giáo giận đến run người, còn đòi khởi kiện bà Hoài, vì hành vi cố tình làm Hà Lan sảy thai. Nam im lặng vì anh biết thừa mẹ anh quá đáng thế nào, chỉ là không ngờ bà tàn nhẫn như vậy. Mấy tiếng sau Hà Lan tỉnh, lần này cô không gào khóc mà nằm im một chỗ, hai hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt não nề. Cô kêu Nam về nhà lấy bộ quần áo đàng hoàng mặc cho con, rồi đem vào cho cô cái váy áo hồng nhỏ xíu cô vừa mua hôm qua. Cô không ăn không uống, không khóc lóc, mà đôi mắt cứ trần trần lên trần nhà, rồi ướt đẫm. Bà giáo khuyên nhủ con gái: mẹ biết là con đau lòng, nhưng mà chuyện cũng xảy ra rồi, con phải uống chút sữa, chứ không làm sao mà chịu nổi đây con. Hà Lan lắc đầu, im lặng đến đáng sợ. Có phải im lặng chính là tận cùng của nỗi đau mà cô đang chịu đựng không? Nỗi đau gặm nhấm từng thớ thịt, từng hơi thở của Hà Lan, và chưa bao giờ cô thấy mỗi một giây trôi qua lại chậm và nặng nề đến thế. Cô thúc lồng ngực cô nhói lên không thở nổi. Nam về nhà, việc đầu tiên là tìm bà Hoài, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện xem thế nào. Trái với việc đau lòng hay nhận lỗi về hành động của mình, thì bà Hoài đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hà Lan. Bà nói cô là hỗn hào với bà, cãi bà xem chẻm. Nam cắt lời. "Vợ con không phải là người như thế, cô rất hiền mà mẹ." Kỳ Thúy nói chen vào. "Nó mà hiền thì ai mà giữ? Để em nói cho anh biết nhé." Năm cấp 3 nó từng ngủ với trai đấy Chính là anh Phú nhà bác Thọ Có cái sân bóng nhân tạo đấy Nam nhíu mày Cái gì? Mày đừng có mà nói linh ta linh tinh nhá Em thề với anh đấy Anh không tin đi mà hỏi nó xem có thật không Nó ngủ xong còn chữa ảnh ra Phải đi bỏ thai đấy Sao sao mày biết Thì hàng xóm nhà nó là nhà bạn em Nó nói cho em biết chứ còn ai Mà những người từng có tiền sử nạo phá thai Thì thai nhi sau này dễ bị sẩy lắm Có khi thai có vấn đề nhưng mà nó thừa cơ hội này đổ lên đầu mẹ đó Con đấy kinh lắm Có thật không? Chuyện lớn như vậy rồi Em làm sao mà dám nói láo Anh không ở nhà Không thấy nó cãi mẹ thế nào đâu Mẹ mà không cả nó Nó xông vào nó đánh em rồi đó Kia Thúy đâm điều đặt chuyện Vu khống về Hà Lan cho Nam nghe Nó cứ nhắc đi nhắc lại Chuyện cô từng ngủ với người khác Hồi còn học sinh Rồi còn nạo phá thai các kiểu Còn nói Hà Lan ngủ được với một người Thì có thể ngủ tiếp với nhiều người vì cô lên tỉnh học đại học, biết đâu những năm tháng sinh viên xa nhà, quan hệ bừa bãi, bỏ thai là không tránh khỏi. Nhưng cái Thúy nói là việc của nó, quan trọng là Nam đã bị những lời đặt điều của cái Thúy làm lung lay, niềm tin dành cho Hà Lan cũng bị những lời vu khống của nó làm cho sự nghi ngờ lấn át. Bà Hoài khóc. Nó láo với mẹ lắm, chứ chả ngoan hiền như lúc còn ở nhà con đâu đâu mà. Nó khinh nhà mình nghèo hơn nhà nó, khinh con từng có đời vợ, lấy được nó là may mắn, Mẹ thì thẳng tính Nên nhiều lúc hơi nóng giận quá lời Cũng chỉ vì nó láo quá Mẹ không chịu được thôi Sao mẹ không nói với con Nói còn có tin đâu Hay con đi tin người ngoài mà cãi lại mẹ Kỳ Thúy chen vào Nó còn véo má bé Na đấy Hàm dọa con bé Dám mách anh nó sẽ đánh con bé nhiều hơn làm con bé sợ Em gặng hỏi mãi nó mới dám nói kể đấy Mà không phải một lần đâu nhá Nhìn thấy Nam bắt đầu bị lay động khi thúy tiếp tục châm lửa vợ không có con này thì có con khác nhưng cái loại bố láo với mẹ chồng đánh đập con chồng như thế anh bỏ quách nó đi tiếc làm gì cái loại như nó sau này chuyện nó từng phá thai từng ăn ngủ với nhiều người bị phát tán ra anh chui mặt vào đâu cho hết nhục đây giải tán đi anh bà hoài cũng hùa theo con gái nói xấu hà lan thậm tệ chẳng có chút hối hận ăn năn tội lỗi của mình cơ bản vì bà ta đã bị tiền bạc và quả cáp những lời mật ngọt của thu hồng làm cho mở mắt chỉ muốn nhanh nhanh tống cô đi và rước thu hồng về nam bị mẹ bị em tác động lại thêm cái bản tính ích kỷ trỗi dậy không chấp nhận vợ mình từng ăn ngủ với nhiều người lại còn đi phá thai đánh con riêng các kiểu nên đâm ra tức giận không chịu đi điều tra thực hư thế nào đùng đùng đi vào viện bà giáo thấy mặt con rể không tốt nên hỏi sao vào nhanh vậy mọi chuyện xong hết chưa con không lấy cái váy hồng mà cái lan bảo sao Nam không trả lời mẹ vợ Hỏi thẳng Hà Lan Có phải là em từng ngủ với thằng Phú không? Bà giáo giật mình thon thót Linh cảm không ổn Nên kéo Nam ra mấy bước rồi nói Có chuyện gì về nhà nói Con bé đang đau buồn cơ mà Nam hất tay mẹ vợ hỏi lớn hơn Nói đi Có đúng không hả? Em từng ngủ với nó dẫn đến có chửa phải không? Hà Lan ngẩng nhìn khuôn mặt đỏ ngầu của Nam Cũng lờ mở đoán là anh về nhà Đã nghe cái Thúy nói Cô hỏi ngược lại anh Cái Thúy nói gì với anh vậy Nói gì không quan trọng Quan trọng ấy là em có từng ngủ với thằng Phú chưa Hà Lan mỉm môi gật đầu nhẹ Có Nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi Không như cái Thúy nói đâu Khi trả lời xong Người nam như đứng trên ngọn núi Bị rơi cái vèo xuống nơi sâu nhất Chới với hụt hẫng Nam hụt hẫng Cái cảm giác như bị Hà Lan lừa một vố đau đớn Anh từng nghĩ cô là người con gái ngây thơ trong sáng nhất xóm trên làng dưới là đá hoa chưa người nào hái thật không ngờ nam nhếch môi lộ rõ bản chất ích kỷ của mình thế mà lúc nào cô cũng tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành tất cả chỉ là cái vỏ bọc cho con người lăng loàn của cô nam lắc đầu nói tiếp tôi đã lầm rồi đã sai lầm khi yêu cô rồi bà giáo vội giải thích chuyện không phải thế đâu nam nam quét luôn mẹ vợ Chính miệng cô ấy nhận Mẹ mẹ còn muốn giải thích cái gì nữa Mẹ định bạo biện cho con gái của mẹ thế nào đây Hay mẹ muốn nói cô ấy khởi giải Bị người ta lừa Nhưng mà dù là lý do gì đi nữa Thì con cũng không chấp nhận được vợ con từng ăn nằm với người khác Con không chấp nhận chính là không chấp nhận Tởm lắm Nam nhìn Hà Lan Ánh mắt thay đổi hoàn toàn rồi bỏ đi Bà giáo không biết phải làm sao Còn Hà Lan thì cười nhạt Cười nhưng vì sao nước mắt cô cứ rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi và mặn đắng bà giáo ôm con gái vào mình con cứ khóc đi khóc một lần này rồi về với mẹ mẹ nuôi chả cần bố con thằng nào cả nó và cái nhà đó không xứng với con đâu hà lan khóc như mưa cùng một lúc cô gánh chịu hai nỗi đau nỗi đau mất con và nỗi đau bị chồng khinh rẻ nhưng có ai hiểu rằng cô đã khó khăn thế nào để vượt qua nỗi đau năm xưa cô không hư hỏng như thiên hạ nói không tự dưng mà cô phát sinh chuyện đó với phú đó là một lần cô sang nhà phú dự sinh nhật em gái phú cũng là bạn thân cùng lớp với cô đó cũng là lần đầu tiên cô uống rượu cô nhớ mình say nên em gái của phú mới dìu cô lên phòng đó nằm nghỉ một lúc cho tỉnh táo nào ngờ khi cô tỉnh dậy đã thấy cô và phú trần chuồng bên nhau cả hai la hét lên và cả hai đứa đều không nhớ gì cả lần đó dù đã cố gắng dàn xếp nội bộ nhưng một số người nhiều chuyện không rõ đầu đuôi cứ đi đồn thổi cô với phú yêu nhau ăn ngủ đến có chửa và phá thai mà rõ là cô bị bao tử ôm bụng nhăn nhó xuống xe mà các bà hàng xóm cứ lan tin cô đi bỏ thai về lần đó nhà của phú cũng ngỏ ý chịu trách nhiệm quế hà lan nhưng mà cô không chịu phần vì cô không yêu phú phần vì lúc đó cô còn là học sinh ngây thơ cô đâu biết cái thúy nó đem lòng yêu thầm phú nó hay tin cô có thai thì ghen ghét cô và cho rằng vì cô nên phú mới từ chối tình cảm của nó nó hận cô cũng vì lý do này nó còn tự hão huyền rằng nếu không có chuyện hà lan có thai thì có khi nó và phú đã thành đôi nó đã trở thành con dâu nhà giàu được ăn ngon mặc đẹp không phải lấy nhầm thằng chồng vừa nghèo vừa nghe lời mẹ như thành tất cả những gì đau khổ nó đều vui cho hà lan mà không nhìn lại mọi chuyện diễn ra là do nó tự chọn từ hôm Hà Lan nhập viện, bà Hoài không hề ló mặt vào thăm hỏi cô, bà ta còn bận chăm con gái với cháu ngoại, còn bận cùng con sâu cũ, bản tính việc tống cổ Hà Lan ra khỏi nhà, càng nhanh càng tốt. Còn Nam thì bị những chuyện đó làm cho tinh thần không ổn, tìm đến men rượu. Khi say cướt thì nhắn tin cho Hà Lan, nói cô bằng những lời lẽ hết sức khó nghe. Nam xúc phạm cô, nói những lời mà từ trước đến giờ, chưa khi nào Hà Lan nghe Nam nói khác hoàn toàn với bản tính ga lăng mà lúc anh ta theo đuổi cô. Đại loại là Nam không chấp nhận quá khứ nhơ nhớp của cô, không chấp nhận dùng chung đồ với thằng khác. Lúc đó vì quá say mà Nam nhấn gọi nhầm từ Hà Lan sang Thu Hồng. Cô ta biết địa chỉ của Nam, liền đến lôi Nam ra taxi, dìu vào khách sạn, cởi bỏ quần áo cả hai, rồi chụp tất cả những ảnh gửi cho Hà Lan. Cô ta còn khuyến mãi thêm một số ảnh cũ mà cô ta chụp trong bệnh viện. Rồi lúc cô ta đến đón bé Na, cùng Nam đưa bé Na đi khu vui chơi, rất nhiều ảnh được gửi đi, nóng đến từng cm. Hà Lan bị nỗi đau mất con làm cho lòng dạ tan nát, bây giờ lại nhận thêm những lời lẽ này từ người cô yêu thương và loạt ảnh nóng được gửi qua thì chết chân. Vậy là Nam đã phản bội cô lâu rồi mà cô ngây thơ không nhận ra điều khác lạ. Tim cô đau quá, cô buông thõng cái điện thoại xuống giường, bà giáo nhanh chóng cầm lên coi bà chửi quá trời quá đất còn hà đan lúc đầu cô nghĩ là anh chỉ nhất thời hiểu lầm cô đợi anh bình tĩnh cô sẽ giải thích cho anh hiểu rồi cô sẽ kêu anh dọn ra thuê trọ ở cuộc sống chỉ có hai người không vì ai khác nữa nhưng tất cả chỉ là một mình cô nghĩ người cô yêu người cô gọi là chồng đã cầm dao đâm thẳng vào tim của cô cắt đứt đoạn tình cảm cũng như niềm tin mà cô cho anh bấy lâu hết rồi hết thật rồi Hôm nay trời trong xanh, nắng cũng dịu dàng ghé xuống. Cửa sau lòng của Hà Lan nặng chịu và u ám. Cô hít một hơi sâu, soạn tin nhắn gửi cho Nam, rồi chờ Nam trả lời. Nhưng dù Nam trả lời thế nào, thì lòng cô cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Người ta nói giữ người ở lại, chứ làm sao giữ được người muốn đi. Facebook thông báo Nam đã đọc tin, nhưng cô không thấy Nam nhắn lại. Cũng không quan trọng lắm, vì có hay không thì cô cũng đã không thay đổi quyết định của mình. Sau khi xuất viện, Hà Lan cùng ông bà giáo ghé nhà bà Hoài và gọi cho Nam về đây nói chuyện. Bà Hoài nói Hà Lan láo quá không chấp nhận được, rồi vụng về, chẳng tháo phát chuyện nhà. Bà không ưng con dâu ham ăn lời làm. Bà ta nói nhiều lắm, toàn nói xấu về Hà Lan. Ông giáo im lặng để bà ta nói. Đợi bà ta nói xong, thì ông giáo lại hỏi Nam. Còn cậu, ý cậu thế nào? Nam nhìn Hà Lan, nhưng mà ánh mắt đã không còn sự chiều mến yêu thương nữa. Vì Nam bị tác động từ bà Hoài, từ Ký Thúy và cả bé Na. Bé Na nghe lời mẹ nó nói Hà Lan đánh nó, ham dọa nó, nên sau mấy phút, Nam lạnh lùng nói. Con đồng ý ly hôn như yêu cầu của Lan. Tuy là biết mọi chuyện sẽ như thế, nhưng mà Nam nói xong, Hà Lan vẫn cảm thấy đau ở tim. Nhưng thật là đau như thế rồi thôi, chứ cô cũng quá chán ngán cái cảnh mẹ chồng nàng sâu chán cảnh làm quần quật như con ở mà người ta vẫn không hài lòng vì lý do lớn nhất chính là người cô thương cũng phũ phàng phản bội cô không còn một chút lý do nào để mà giữ chân cô cả hà lan cười nhẹ vâng chúng ta ly hôn bà giáo giúp con gái thu dọn quần áo và những đồ đạc của hà lan ngay hôm đó bà hoài vội vàng đứng lên bê thùng sữa của hà lan đem đi giấu hà lan cười nhạt Mẹ không phải làm thế, con tặng mẹ và cây thúy uống lấy sức. Thu dọn xong thì ông bà giáo đưa con gái lên xe về nhà chăm sóc. Bà hoài cây thúy vui như được mùa vì tống được Hà Lan đi. Còn Nam, Nam vừa giận vợ giống mình quá khứ kinh hoàng đó, nhưng cũng có một chút luyến tiếc. Nam tự nói nếu như cô ấy không có những chuyện đó, anh sẽ không buông tay. Bởi vì ít xa hiện tại Nam cũng còn tình cảm với cô. Nhưng cái luyến tiếc đó chỉ nhỏ nhoi và mỏng manh như bong bóng nước Chẳng duy trì được lâu Đã vội vỡ tan tành Vì sự xuất hiện của Thu Hồng trong căn nhà này Người ta nói tỉnh cũ không rủ cũng tới Hoặc lửa gần sơm lâu ngày cũng bén Na nó cuốn mẹ Muốn mẹ ở với nó Thu Hồng lấy lý do chăm sóc cho Na Đến khi chân con lành hẳn Hàng ngày cô ta đi làm ở công ty bất động sản gì đó Tầm 6-7 giờ tối Có khi hơn mới về nhà Thì bà Hoài làm xong cơm nước còn phải hầu ngược lại cô ta bởi vì cô ta mang về nào là món ăn vật lạ thi thoảng lại nhét vào túi bà hoài mấy triệu mẹ cầm lấy đi ạ à, đợi con lĩnh lương con gửi thêm cho mẹ nhé bà hoài gặp ai cũng luôn mồm khen ôi con dâu tôi nó ngoan lắm đi làm cả ngày vất vả nhưng về là mua món này món kia bồi bổ, bổ cho bố mẹ chồng thương lắm cơ thế á nó tốt như vậy sao ngày xưa ly hôn với thằng nam thế ôi ngày xưa đứa nào cũng còn trẻ con ấy mà không hiểu nhau bây giờ trưởng thành rồi vì con mà gắn kết từ đầu làng đến cuối xóm đều nghe được bà hoài khen ngợi con dâu cũ mà gọi là dâu cũ hay là dâu mới đây nhỉ về phía hà lan những ngày đầu cô cũng buồn lắm dù cô hận nam phản bội cô nhưng mà tim cô cũng cảm thấy đau chứ tình cảm mà đâu thể nói quên là quên ngay được đâu cái gì cũng cần phải có thời gian để mà xóa nhòa mọi thứ Lúc này cô ngẫm lại tất cả Đều do bản thân cô khởi giải Cãi lại bố mẹ Mà chạy theo thứ mà cô gọi là tình yêu vĩnh cửu Chân ái cuộc đời Phải chi ngày đó cô tỉnh táo hơn Tìm hiểu kỹ hơn Thì đâu như có kết quả ngày hôm nay Bà giáo định đâm đơn kiện bà Hoài Vì đẩy Hà Lan ngã Nhưng mà luật sư tư vấn khuyên không liên kiện Vì bà ta có thể biện minh mình tự vệ Và nhiều lý do khác Nói chung là bà ta sẽ không đi tù ông giáo nhìn đứa con gái của mình thì nói luật pháp không trị được nhưng mà luật nhân quả sẽ không tha cho bà ta đâu vì hà lan và nam chưa đi đăng ký kết hôn nên cũng không cần ra tòa hai người cứ như vậy mà ký vào hai tờ giấy mỗi người giữ một tờ được một người chỉ dẫn hàng ngày hà lan đọc kinh cầu cho đứa con gái bạc mệnh của mình được nương nhờ cửa phật bên nhà bà hoài lúc này vẫn đang vui vẻ lắm Ngày trước còn Hà Lan, cô rủ bầu bí vẫn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bây giờ không có cô, mọi chuyện đều dồn vào tay của bà. Nhưng bà ta vẫn vui vẻ, vì con sâu ngoan ngoãn của bà ta đi thì thôi. Chưa về đây lại lại cho bà ta tiền, lại còn ngon ngọt thủ thị vào tay của bà ta, làm bà ta mê tít, nghe theo giam giáp. Còn Nam, đêm đêm nằm ngủ với Na, con bé nghe lời mẹ nó, cứ bảo bố hàn gắn với mẹ, cho con có đầy đủ ba mẹ, thì cũng vui lòng. Rồi một lần, rồi hai lần, và không biết từ lúc nào, Thu Hồng đi làm về là cứ chui vào phòng của Nam, ngủ như vợ chồng thực thụ vậy. Nam cũng chấp nhận điều đó, như một lẽ đương nhiên. Ông bà Hoài lại càng không có ý kiến gì, còn coi đó là một chuyện tốt. Bạn đi cũng đã hai tháng, Hà Lan cũng đã khỏe hẳn rồi. Cô muốn lên Hà Nội làm việc. Vừa hay cái hành, em họ của Hà Lan nó từ Hà Nội về chơi. Nó bảo công ty của nó đang tuyển nhân viên kế toán Đúng chuyên môn của Hà Lan Khi Hằng rủ cô lên làm cùng Cho có chị có em Bởi vì hiện tại Nó cũng đang thuê nhà ở một mình Ông bà giáo cũng đồng ý Chỉ có công việc bận rộn Mới khiến con gái của họ Nhanh chóng quên đi nỗi đau vừa rồi Nên cũng thích lệ Hà Lan đi với cái Hằng Trước khi đi một hôm Hà Lan chạy ra chợ Mua ít đồ cho bà giáo Thì thấy Nam cũng đang đầu chợ chắc là anh ta đợi bà hoài hay vợ cũ anh ta gì đó hà lan không quan lâm tâm lắm cô lờ đi rồi nhanh chóng lướt qua nam như thể hai người chưa từng quen biết lên hà nội hà lan ở cùng với cái hằng lúc đầu cô nghĩ nó ở nhà trọ bình dân như nó nói nhưng khi đặt chân trước một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất đẹp cô mới ngạc nhiên hỏi cái hằng ơ sao em bảo là em ở nhà thuê Khi hằng vừa mở cổng vừa trả lời thì là nhà thuê mà chị Có phải là nhà riêng của em đâu Thôi vào đi chị Kéo vali quần áo vào trong Hà Lan càng bỡ ngỡ hơn nữa Với nội thất ở bên trong Mọi tiện nghi cơ bản đều có đủ cả Nó giống như một căn hộ thu nhỏ vậy Khi Hằng mở tủ lạnh Đưa cho Hà Lan chai nước suối rồi bảo Chị cứ tự nhiên đi Đừng có ngại gì nha Hà Lan không nén nổi tò mò Em thuê cái nhà này bao nhiêu một tháng thế Có đắt không Khi Hằng cười bạn trai em thuê cho em đấy Thế á, nhưng mà chắc không rẻ đâu nhở Em không biết Nhưng mà anh ấy thuê theo năm Hợp đồng 5 năm Em chỉ việc thanh toán điện nước thôi Mỗi tháng tầm 1 triệu điện nước Mà chị muốn ngủ ở trên lầu hay là dưới này ừ, Chị thì sao cũng được mà Vậy ngủ ở trên lầu nhá Tại phòng em ở dưới này Thi thoảng bạn trai em đến ý Hà Lan hiểu ý Kéo vali theo cái hàng lên lầu Nó bảo Tuy không có ai ở trên này nhưng mà tuần nào em cũng thuê người đến dọn dẹp Sạch sẽ lắm Chị cứ sắp xếp đi nhá Ừ, chị cảm ơn em Ôi dào ơi, ơn nghĩa gì Nói như thế là chúng ta xa lãi Thôi, em về phòng ngả lưng tí đây Vừa bước mấy bước Khi hằng sực nhớ ra Liền quay mặt lại nói thêm À chị Lan, chị đói thì xuống nấu mì nấu cơm nhá Thức ăn ở trong tủ lạnh đủ cả Đừng có ngại đó Hà Lan cười Chị biết rồi, em nghỉ ngơi đi Ngày bé, Hà Lan với cái hằng thân nhau lắm, nhưng sau này lớn lên, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình nên cũng ít gặp gỡ, chỉ có dịp lễ Tết mới tụ họp ở nhà bác cả thôi. Quay lại căn phòng, Hà Lan bắt tay treo quần áo vào tủ và đem các vật dụng ra để vào nhà tắm. Xong xuôi, cô đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu không khí ở Hà Nội, mong rằng từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới những phiền muộn kia xin bỏ lại sau. Đứng một lúc, Hà Lan đi xuống nhà nấu cơm. Cô vừa mở tủ lạnh ra xem nên nấu gì thì cái hằng đi ra, Hà Lan hỏi: "Em muốn ăn gì chị nấu?" "Em ăn gì cũng được, nhưng mà tối nay bạn trai em sang ăn tối đấy, em phải chuẩn bị thức ăn cho anh ấy." Cái hằng giải thích thêm: "Anh ấy từng du học và làm việc ở nước ngoài, nhưng mà chỉ thích ăn món Việt thôi, mà khẩu vị lại khó." Nên em toàn nấu cho anh ấy ăn bình thường cuối tuần anh ấy sẽ sang thế à hai người quen nhau lâu chưa hơn một năm rồi chị à anh ấy cùng quê với chị em mình đấy thế á à? hay nhỉ vâng anh ấy cũng rục rục cưới lắm rồi nhưng mà em chưa đồng ý phải tìm hiểu thêm một thời gian nữa xem thế nào với cả cưới về gò bó lắm nào là bố mẹ chồng họ hàng nhà chồng chả được tự do bay nhảy nữa mẹ em cũng bảo anh ấy rồi sau này cưới là phải ra ở riêng chứ không ở chung đâu Mắc công mẹ rồng nàng dâu xích mích Xa thơm gần thối mà Kiểu gì chả có chuyện Mệt lắm chị ạ à? Nói xong Cái hàng mới biết mình lỡ lời Vội vã giải thích Ôi em xin lỗi em không cố ý đâu ạ à? Hà Lan cười nhẹ Em nói đúng đấy Ở riêng là tốt nhất Hôn nhân chị thất bại Cũng một phần do mẹ chồng và con em chồng của chị đâm thọc đấy Thôi chị đừng buồn Và cũng đừng tiếc cái loại đó Chị xinh đẹp Thiếu gì cha nó thèm Chị không tiếc Mà chị thương cho con của chị Mắt Hạ Lan sớm nước Nhắc lại đứa con Là cô lại xúc động không kìm được Khi Hà thẳng thắn nói Em nói chị đừng có giận nhé Chị nên thấy trong cái rủi có cái may Là cũng vì chị xảy thai Mà biết rõ bản chất của thằng Nam Cái loại ích kỷ nhu nhược như nó Chị có sống cùng nó cũng khổ thôi mà Chứ chả có sung sướng gì đâu Cái loại còn bám váy mẹ Mà bày đặt cưới vợ Chị tổ làm khổ con nhà người ta lau nước mắt cho Hà Lan. Cái Hằng tiếp tục nói. Thôi, không khóc. Đừng phí nước mắt cho cái bọn mất dạy đó. Chị phải sống thật tốt, thật là hạnh phúc. Cho bọn nó thấy ly hôn thẳng Nam, chị sung sướng như thế nào. Còn cả nhà nó thế nào cũng bị quả báo thôi. Chị chờ mà coi. Có cái hằng an ủi thật lòng, Hà Lan cũng nhanh lấy lại tinh thần. Cô nấu cơm cho hai chị em ăn, còn cái hằng chuẩn bị các công đoạn cơ bản để tối nấu cho bạn trai. Nó còn ghé tay Hà Lan bật bí. Tối nay em có bất ngờ cho chị đấy Nói xong Con nhỏ tinh nghịch nheo mắt Làm Hà Lan cũng tò mò lắm Cô không biết bất ngờ mà cái hằng nói là cái gì Mà nó kêu cô đoán Cô cũng chẳng đoán nổi Thôi thì đợi tới tối xem con bé này đón bày cái trò gì đây Thời gian nhanh chóng chuyển sang buổi chiều Đúng 5 giờ Khi Hằng vào bếp nấu nướng Hà Lan phụ các việc lặt vặt Xong xuôi hai cô gái về phòng tắm rửa Khi Hằng nó còn căn dặn Hà Lan Ăn mặc đẹp một chút trang điểm lên Cô nhíu mày hỏi Để làm gì á? Lần đầu chị gặp bạn trai của em mà Cũng phải tươm tất chứ À à, chị biết rồi Chị mặc quần jean áo phông được không? Ôi giỏi đi theo em đi nào Khi Hằng lôi Hà Lan về phòng của nó Mở tủ quần áo ra Chật ních chỉ Chị chọn cái váy nào mà chị thích đi Hà Lan nhìn sơ sơ Toàn là những cái váy body ngắn cũn cỡn Và những váy hai dây hở bạo Thì lắc đầu Thôi, chị không mặc được kiểu này đâu, chị ngại lắm. Trời ơi bà chị cổ hủ ơi, thời đại nào rồi mà còn kín cổng cao tường. Để hôm nay nhá, em tút tát lại cho chị, đảm bảo xinh như gái 18 luôn. Cái hằng chọn trong tủ quần áo rồi đưa cho Hà Lan cái váy hoa xòe nhẹ. Bản dây mấy phân rồi bắt cô mặc vào, lại còn trang điểm cho cô nữa chứ. Cô bảo, cầu kỳ quá, chỉ là ăn cơm thôi mà. Phụ nữ là phải đẹp chứ chị, chị không nghe đàn ông yêu bằng mắt đấy à Ờ nhưng mà đây là bạn trai của em mà Chứ không phải là bạn trai của chị đâu mà yêu Cái Hằng bật cười Trước bài chị của mình Ý em ấy Dù là bất cứ nơi đâu Làm gì Chúng ta cũng phải chăm sóc cho bản thân mình Đến cả bản thân của mình mà còn không yêu Không chăm sóc tốt Thì mong gì người khác yêu hả chị Hà Lan nhìn vào gương Cô và cái Hằng bằng tuổi Nhưng mà nhìn cái Hằng Nó trẻ hơn cô biết bao nhiêu Da mịn màng mái tóc bóng mượt, nếu người khác không biết tuổi thật thì kiểu gì cũng đoán cô hơn cái hằng mấy tuổi. Em nói chị nghe nhá, đàn ông 10 người là hết 9 người muốn cái đẹp rồi. Trang điểm xong cho Hà Lan, cái Hằng mới quay sang chuẩn bị cho bản thân. Lúc đó có người nhấn chuông ngoài cổng. Hà Lan đoán là bạn trai của cái Hằng nên nói vọng vào nhà tắm. Hà ơi, hình như bạn trai của em đến đấy. Chị mở cửa giúp em đi ạ. Bác nghĩ đợi em một tí nhé hà lan đi ra mở cổng cô thấy con ô tô màu đen sang trọng đang đợi khi con xe ấy chạy vào sân hà lan cẩn thận khóa cổng lại rồi quay người đi vào lúc ấy người trên xe cũng vừa mở cửa đi xuống trên tay cầm bó hoa hồng rất đẹp khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó sau nhiều năm trôi qua hà lan đứng hình hết mấy giây đôi chân liền khựng lại theo quán tính cô không biết rằng trái đất rộng lớn thế này có lúc lại nhỏ bé đến vậy sau bao nhiêu năm Mọi chuyện tưởng chừng đã ngủ quên trong một ký ức nhỏ Thì bây giờ lại trỗi dậy Chuyện năm đó như thức phim chạy chậm chậm trước mặt cô Và người năm xưa đang đứng rất gần với cô Gần đến độ cô nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt ấy Vẫn sống mũi thẳng, hàng lông mày đen rậm Đôi mắt tinh anh cũng đang nhìn cô chân chân Hà Lan bối rối, thật sự bối rối Mấp máy mãi mới có thể gượng cười Chào, chào anh Cây hàng đang tắm Anh vào nhà đợi nói một tí nhé Nói xong, cô nhanh chóng sải chân bước vào nhà trước, cô không ngờ rằng cái bạn trai của ký Hằng chính là Phú, Nguyễn Hoàng Phú, cái tên đã từng ám ảnh cô một thời gian dài. Bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh này, thật sự cô không thấy tự nhiên chút nào cả. Cô cảm giác gì đó khó chịu chạy ở trong lòng cô, khó lý giải. Cô ôm ngực, chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa lại. Về phần ký Hằng tắm rửa trang điểm xong xuôi, thấy Phú ngồi một mình ở phòng khách, cô hỏi ơ chị Lan đâu rồi Hoàng Phú trả lời Cô ấy mở cửa xong thì không thấy nữa là thế nào đem đi tìm chị ấy cái Hằng lên lầu gõ cửa chị Lan ơi chị làm gì thế sao không xuống nhà chơi đi Chị cảm thấy hơi mệt em ăn cơm với bạn đi nhá chị không xuống đâu cái Hằng vặn cửa đi vào Hà Lan ngồi thử trên giường sắc mặt hơi tối chị không khỏe đâu sao có nóng sốt gì không Hà Lan nhìn cái hằng Chuyện của cô năm đó Không phải là cái hằng không biết Bây giờ nó quen Phú Cũng không liên quan đến cô Nhưng bảo cô ngồi xuống nói chuyện với Phú như bình thường Cô cảm thấy khó khăn lắm Nên cô hỏi thẳng Bất ngờ mà em nói là anh ta có đúng không Cái hằng gật đầu Vâng chị bất ngờ lắm đúng không Hà Lan có chút khó chịu gật đầu Ừ Chị không nghĩ là anh ta Vậy sao chị trốn lên đây làm cái gì chứ Đi, đi xuống nhà với em Hằng, em cũng biết chuyện chị với Phú mà Sao em lại... Mà thôi, em với anh ta yêu nhau chị không có ý kiến Nhưng mà chị không muốn lặp lại chuyện ngày xưa nữa Em xuống với anh ta đi Vậy sao chị lại trốn lên đây? Bỏ anh Phú ngồi một mình ở dưới đấy hả? Đi, đi xuống nhà chơi với bọn em đi Hằng, em cũng biết chuyện của chị với Phú mà Sao em lại... À thôi, em với anh ta yêu nhau chị không có ý kiến Nhưng mà chị không muốn gặp lại anh ta ngay bây giờ em xuống với anh ta đi cái hằng nó nhíu mày chị nói cái gì vậy ai yêu anh phú thì em em bảo bạn trai của em đến còn gì ôi giời ơi bạn trai em chưa đến anh ấy đang kẹt xe tầm nửa tiếng nữa mới sang anh phú là bạn thân của bạn trai em cũng là bạn của em với cả cái hằng ngập ngừng càng làm hà lan tò mò cả gì với cả em thấy anh phú đang độc thân đấy tính tình cũng tốt lắm Hai người tìm hiểu nhau xem sao Biết đâu được Hà Lan thở vào Nhưng cũng lắc đầu Thôi chị xin Vẫn còn ám ảnh lắm Thì thử tìm hiểu thôi Chứ có ai bắt chị cưới liền đâu nào mà không tìm hiểu Thì coi nhau như là bạn bè đi Có sao đâu chứ Chị phải thoát ra được cái vỏ bọc Phải mạnh mẽ lên Nhiệt huyết năng động lên Thôi đại 4.0 rồi mà bà chị của tôi ơi Dưới sự thuyết phục của cái Hằng Cuối cùng Hà Lan cũng chịu xuống nhà Cô trên cầu thang từng bước đi xuống, Hoàng Phú ngồi trên ghế sofa nhìn lên. Khoảnh khắc ấy, anh thấy cô vẫn đẹp như hồi 17 tuổi. Sau mấy năm trôi qua, lần đầu tiên Hà Lan ngồi đối diện với Phú, cô vẫn không thể thoải mái, rào cản trong cô vẫn còn, nhất thời không thể xóa bỏ mà nói chuyện với anh như người bạn bình thường. Phú cũng chẳng khá hơn là mấy, lúc chiều cái hẳng gọi mời anh sang ăn cơm và nói sẽ cho anh một bất ngờ nho nhỏ còn nhờ anh mua bó hoa hồng, không ngờ cái bất ngờ này không hề nho nhỏ như cái hàng nói mà là bất ngờ lớn, cực kỳ lớn. tính đến thời điểm hiện tại thì cái hàng là người duy nhất biết năm đó anh từng thích Hà Lan nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. khi xảy ra chuyện đó anh cũng muốn chịu trách nhiệm nhưng Hà Lan không chịu, cô lắc đầu co rúm sợ hãi, không muốn nhìn thấy mặt của anh nên anh ngậm ngùi lên đường đi du học theo sự sắp xếp của gia đình cuộc sống mới những người bạn mới dần dần cũng khiến phú quên đi nhưng rồi cũng chẳng đi về đâu bây giờ gặp lại hà lan có thể nói là mối tình đầu của mình hoàng phú cảm thấy tim mình dường như đang đập mạnh cái hằng khéo léo mở lời dẫn dắt hai người cởi mở với nhau hơn trong cuộc nói chuyện để không khí đỡ gượng gạo một lúc sau thì bạn trai cái hằng đến bốn người bắt đầu ăn uống trò chuyện bạn trai cái hằng đề nghị hay là chúng mình đi chơi một tí đi bây giờ vẫn còn sớm mà cái hằng gật đầu gợi ý được đấy ạ à? hay là đi hát karaoke nhá bạn trai véo mẹ nhá cái hằng đôi mắt lộ rõ sự cưng chiều em thích là được cái hằng cười tuyết mắt quay sang hà lan nói về hát ấy là ai không qua được cái giọng oanh vàng của chị lan đâu nhá đến giờ này em vẫn tiếc sao ngày xưa chị không đi học ca sĩ nhở hà lan cười trừ thế là bốn người họ kéo nhau đi hát khi hằng đi với bạn trai nó bảo là hà lan đi với phú dọc đường phú mới mở lời lâu rồi mới gặp em vẫn khỏe chứ dạ vâng em vẫn khỏe bây giờ em làm công việc gì lúc trước em làm cho công ty tư nhân ở quê hiện tại thì đang thất nghiệp khi hằng nó bảo lên đây làm với nó Ừm, lên cho có chị có em em ạ à? dạ vâng cuộc nói chuyện chỉ tới đó là im lặng bởi cả hai vẫn chưa thể thật sự gỡ bỏ được những chuyện trong lòng. Có lẽ để tự nhiên thì cần thêm thời gian nữa. Đến quán hát, bạn trai cây hàng chọn căn phòng VIP. Đúng là phòng đặc biệt có khác, từ âm thanh tới phục vụ đều xứng đáng với số tiền bỏ ra. Mà đã đi hát thì phải uống bia cho thấm giọng Bạn trai cái hàng cầm lon bia lên rồi nói Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng lần đầu tiên gặp nhau Cái hàng treo có anh với chị Lan là lần đầu gặp nhau thôi Ba bọn em quen nhau cả mà Ơ, ờ, thế Lan với Phú cũng quen nhau từ trước rồi à? Không những quen Mà còn có quan hệ đặc biệt anh Phú nhở Kê Hằng huyết tay Hoàng Phú Nhưng mà anh tinh ý nhận ra Hà Lan đỏ mặt lên rồi Anh vội chống chế Ừ, bạn bè cũng quê với nhau ấy mà Nào, cạn ly đi Tiểu lượng cái Hằng rất tốt, nhưng Hà Lan thì không được như thế nên cô cũng chỉ nhắm môi cho qua, nhìn cái hàng và bạn trai nó xong ca với nhau. Hai người họ hát xong thì đưa mic cà rô lại cho Lan và Phú. Cô khẽ nói. Anh hát trước đi. Cái hàng tích cực đẩy thuyền. Trước sau cái gì, hát chung đi. Bài hát gì chị Lan hát hay nhất ý nhỏ. À đúng rồi, một vòng trái đất. Anh, anh bấm bài đó đi ạ. Nhạc phát lên, Phú đưa cho Lan cái mic cà rô còn lại. Có lời nhân vật nói đối các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất một vòng trái đất đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau nhưng không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì và hai người bắt đầu hát theo lời bài hát đến đoạn nữ hỏi Yêu em không? Anh yêu em? Yêu anh không? Thật em yêu anh Lời nói đó đã in sâu vào tâm trí của anh Một vòng trái đất Khi hai người hát xong Khi Hằng và bạn trai vỗ tay dần dần Con nhỏ còn chiêu gẹo hai người Yêu em không? Anh yêu em? Yêu anh không? Thật em yêu anh? Yêu thế thì uống cạn ly này nhá Nào, mời hai ca sĩ Hà Lan và Hoàng Phú Lan liếc nhẹ. Chị nhấp môi thôi nhá, chị không uống nhiều được đâu. Ôi giời, chị cứ thả ga đi nào, có ai đâu, người nhà không mà. Bạn trai kia Hằng cũng bảo. Hằng nói đúng đấy, chả mấy khi vui vẻ thế này, chị Lan cứ uống đi. Còn không uống nổi, cứ đưa sang cho thằng bạn anh nó cứu. Khi Hằng lại nói, đưa sang anh Phú cũng được, nhưng mà anh Phú là tài xế đấy nha chị Lan. Khi con nhỏ Hằng này đúng là hà lan đành uống hết ly bia trong sự cổ vũ của cái hằng thật ra nó cũng chỉ muốn hà lan vui vẻ một lần muốn cô thoát khỏi cái vỏ bọc rụt rè nhút nhát của bản thân vì quan niệm của cái hằng là chúng ta chỉ sống có một lần nên phải sống cho hết mình sống cho thật xứng đáng bốn người tiếp tục vui vẻ ca hát cho đến tận khuya mới thanh toán ra về đoạn đường về nhà vẫn là sự im lặng của đôi bên chỉ đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng Hà Lan toan mở cửa đi xuống Thị Phú giữ tay cô lại Nói bằng ánh mắt chân thành nhất Lan Anh xin lỗi Hà Lan trốn tránh Cô chính là trốn tránh cái chuyện năm đó Nên né tránh Anh say rồi Anh không say Anh nợ em một lời xin lỗi nghiêm túc Năm đó anh Hà Lan gạt ngang Chuyện đã qua lâu rồi mà Em cũng không muốn nhắc tới Anh cũng không cần phải ái náy đâu Nói rồi cô gạt tay phú mà đi xuống xe vào nhà, phú vẫn đậu xe ở đó nhìn ánh sáng trên lầu mở lên rất lâu mới lăn bánh rời xe đi. đêm đó phú về căn hộ của mình suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về năm tháng ngây thơ mới lớn với tình cảm đơn thuần, nghĩ về lần đầu tiên của cả hai và khi lúc nãy anh nghe cái hàng kể lại mọi chuyện về hà lan kể về hôn nhân tan vỡ của cô, anh nghe xong thì cảm thấy say rất nhiều hơn vì anh cũng là một trong những nguyên nhân làm cô đau khổ thứ hai đầu tuần Khi Hằng đưa Hà Lan đến công ty cô xin việc Mà nói xin việc Thì cũng chỉ là nói cho có Chứ công ty này là chi nhánh của bạn trai cái Hằng Chuyện cô cho chị gái mình vào làm Không có gì khó khăn cả Sau màn phỏng vấn Hà Lan được sắp xếp và làm luôn Ở bộ phận kinh doanh Lúc được đưa vào phòng làm việc cũng mới biết Phú là trưởng phòng kinh doanh ở đây Cô không ngờ rằng Mọi chuyện lại trùng hợp như vậy Bao nhiêu năm không gặp nhau Bây giờ vừa gặp lại thì cứ như một vòng tròn, quanh đi quẩn lại, lại thấy nhau. Phú cười, lộ ra hàm răng thẳng tắp, trắng sáng. Chào mừng em đến đây. Cô lịch sự đáp lại. Chào anh ạ. Anh bố trí cô làm việc bên cạnh bàn làm việc của mình. Lâu lâu lại nhìn sang cô. Có thể cuộc sống hôn nhân đã khắc nghiệt với cô quá, mà đôi mắt ngây thơ trong sáng ngày xưa đã không còn. Thay vào đó là nét đượm buồn của một người từng vấp ngã những ngày làm việc cứ thế yên bình trôi qua Lượng công việc cũng không làm khó Hà Lan Cô lại thuộc tuyếp người nghiêm túc trong công việc Lại cẩn thận tỉ mỉ hiền lành Mọi người rất quý mến Khi Hằng thì chính là thuyền trưởng chính hiệu Liên tục đẩy thuyền cho Hà Lan và Phú Luôn tạo cơ hội cho hai người Có nhiều thời gian bên nhau Hà Lan không phải không nhận ra Nên bảo nó đừng thế nữa Vết thương kia là rào cản lớn nhất của cô Cô sợ Sợ lại thêm một lần đau Khi Hằng nói có phải ai cũng đều như là thằng Nam đâu mà chị lo Em biết anh Phú cũng lâu rồi Cũng hiểu khá rõ về anh ấy Mới dám gắn ghép với chị chứ Mà em nói chị nghe nhá Ngày xưa anh ấy thích thầm chị đấy Thôi đừng có mà nói lung tung Thật chính anh ấy nói với em cơ mà Thích chị Nhưng mà gu của chị sao ấy nhở Toàn thích mấy cái thằng vớ vẩn Ngày xưa thì quen thằng Quý có đúng không Sau này vớ về thằng Nam cũng chả khá hơn Nghe em anh Phú ngon đấy Hằng nói mãi, Hà Lan lắc đầu. Không được đâu, anh ấy có thích chị thật thì cũng là ngày xưa thôi. Bây giờ người ta đẹp trai ngời ngời, công việc ổn định. Làm sao mà chịu gái một đời chồng như chị chứ? Em đừng có phí công. Ơ, ờ, ai bảo anh ấy không thích chị? Nhìn vào thái độ của anh ấy, em biết là có thích hay không đi nhá. Nhưng mà chị đừng cứng nhắc quá. kỳ Khi Hằng khều tay Hà Lan nói tiếp. Cho người ta cơ hội, cũng là cho mình cơ hội. Chỉ là mở rào lòng ra mà tìm hiểu Hợp thì yêu, không thì thôi Chưa có ai kể dao vào cổ chị Bắt chị phải lấy anh ấy liền đâu mà chị sợ thế Mà em nói chị nghe nhá Con gái trong công ty mình Nhiều cô thích anh Phú lắm đấy Nhưng mà anh ấy không chịu Sao thế? Anh ấy kén lắm à? Ừ, nói thế nào nhỉ? Kiểu là không phải gu ý Nhưng em khẳng định Anh Phú là người cực kỳ nghiêm túc trong tình cảm Chứ không phải là cái loại lăng nhăng đâu Em mấy năm chơi với nhau Em khẳng định đấy Hàng ngon mà chị bỏ lỡ con khác hốt rồi tiếc nhá Hàng nói một hơi thì về phòng nghe điện thoại người yêu Hà Lan cũng bất ngờ nhận tin nhắn của Phú Anh mời cô tối nay đi ăn Cô suy nghĩ một lúc Cô nghĩ về những gì cái Hàng nói Cô thấy cái Hàng nói cũng đúng Nếu như cô cứ thu mình lại trong quá khứ Lúc nào cũng nhút nhát, cũng sợ hãi Thì bao giờ mới có hạnh phúc được đây Cũng phải giao du kết bạn Phải nhìn ra cuộc sống bên ngoài Để mà thấy xã hội này vẫn còn nhiều điều thú vị tối đó cô diện cái váy xanh nhạt cô thích những gam màu nhẹ nhàng dịu mát thế này mà từ ngày ở với cái hằng cô cũng thay đổi nhiều lắm từ cách ăn mặc đến cách trang điểm tuy là không sảnh điệu như cái hằng nhưng cô cảm thấy hài lòng hoàng phú lịch sự kéo ghế cho cô ngồi anh chọn một nhà hàng không quá lớn nhưng lại trang nhã phù hợp với sự dịu dàng của hà lan anh đưa menu cho cô để cô chọn món hà lan trước giờ chưa vào những nơi thế này cô hay ăn những hàng quán bình thường có những món trên menu cô chưa từng nghe qua nữa là chọn nên có phần lúng túng phú thế vậy thì liền giải vây giúp cô hay chúng ta ăn những món em thích nhé dạ vâng ạ phú chỉ mấy món cho nhân viên đi làm anh nhìn hà lan rồi khẽ nói hôm nay em đẹp lắm hà lan có chút ngượng ngùng cô vén một bên tóc ra sau lưng để lộ chiếc cổ trắng phếu và xương quay xanh mảnh khảnh cong cong trông vô cùng quyến rũ giọng nói nhẹ như tơ anh đừng trêu như thế em tưởng thật đấy anh nói thật mà em luôn đẹp trong mắt của anh hà lan đỏ mặt thực sự nhìn cô e ấp má dần đỏ lên làm trái tim của phú cứ thỉnh thịch không yên có một người từng hỏi anh có tin vào duyên nợ hay không anh đã lắc đầu và bảo rằng duyên do trời định nợ do mình nhưng từ khi gặp lại hà lan thì những quy tắc trong tình yêu đều bị phá bỏ anh tin vào duyên nợ, tin vào tình yêu xét đánh. Vì có duyên nợ thì đi một vòng anh vẫn được gặp cô, vẫn còn cảm giác hồi hộp, vẫn còn sự xung động như hồi anh mới lớn. Và vừa gặp cô, anh liền bị cô làm cho mất ngủ cả một đêm. Cả đêm đó anh hoàn toàn suy nghĩ về cô và anh cho rằng đó chính là xét đánh vào trái tim. Hai người ăn uống nói chuyện với nhau đến 10 giờ thì anh đưa cô về. Lúc cô đi, khi hằng nó vẫn ở nhà. Bây giờ cô về nó đi đâu với bạn trai rồi Mà lúc nãy cô lại không mang theo chìa khóa Nên gọi cho cái hàng hỏi khi nào về Nào ngờ Cái hàng nói trong điện thoại Em đi Hải Phòng với bạn trai rồi Bọn em đi mấy ngày mới về cơ Thôi nha chị Tắt máy Hà Lan không biết phải làm sao Cô tự trách mình chủ quan lúc đầu không đem theo chìa khóa dự phòng Bây giờ làm sao mà vào nhà bây giờ Phú đề nghị Hay là em về nhà anh ngủ tạm đi Mà anh gọi người đến mở khóa cho về nhà anh ý ạ à? thôi em ngủ tạm ở khách sạn cũng được mà nhưng đúng hà lan số nhỏ cô lại không đem theo giấy tờ tùy thân trong túi sách cô lúng túng ui không có chứng minh rồi sao mình bất cẩn thế nhở phú bảo không có chứng minh họ không cho thuê đâu với cả khuya rồi chúng ta về thôi đứng đây một hồi công an họ tưởng là chúng ta làm bậy sẽ ghé hỏi thăm đấy hết cách hà lan đành lên xe của phú để về nhà anh trong lòng cũng hồi hộp không kém dù rằng cô không phải là gái mới lớn nhưng một nam một nữ ở chung nhà cũng run lắm chứ về đến căn hộ của phú anh đỗ xe rồi mở cửa bật đèn lên hà lan chậm chậm đi vào cô nhìn căn hộ của anh thì cũng khá ngạc nhiên nó gọn gàng ngăn nắp lắm không giống như là cô tưởng tượng cách bài trí căn nhà cũng rất đơn giản với gam màu nhu hòa nhưng lại có cảm giác ấm cúng trên bàn còn cắm một bình hoa sen thơm ngát hà lan không kìm được tò mò hỏi anh anh cũng thích hoa sen à phú gật đầu anh thích mùi hương của hoa sen nhẹ nhàng thanh thoát em cũng rất thích anh biết nói xong cả hai đều ngại ngùng hà lan khẽ nhìn sang hướng khác còn phú thì hơi bối rối nói để anh đưa em lên phòng nhé dạ vâng vừa đi phú vừa nói căn hộ này khá nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Em ngủ tạm một đêm nhé. Ngày mai anh gọi người đến mở khóa. Vâng, nhưng mà không biết người ta có làm sớm không anh nhỉ? Em sợ trễ giờ làm. Thường cũng 7 giờ người ta mới làm. Hay là em xin nghỉ một hôm đi, không sao đâu. Vâng, để mai rồi xem. Nếu mà còn sớm thì em đi làm. Trễ quá thì có khi em xin nghỉ một hôm vậy. Nói tới đó, thì hai người đi tới phòng ngủ. Phú mở cửa cho Hà Lan vào còn anh thì về phòng lấy bộ quần áo thể thao Sang đưa cho cô mặc cho dễ ngủ Đêm đó nằm trên giường Hà Lan vẫn không thể ngủ nổi Cô nghĩ rất nhiều Về những chuyện đã qua của cô và Nam Rồi lại nghĩ về Phú Về cái năm 17 tuổi Cô giật mình thức giấc Bên cạnh anh mà không có một mảnh vải che thân 5 năm rồi Cô mới dám nằm ngẫm nghĩ về chuyện đó Nó giống như một giấc mơ Mà cô từng cố gắng quên đi Bây giờ người con trai cướp mất lần đầu của cô đang hàng ngày xuất hiện trước mặt cô và cũng có ý thích cô. Nhưng vừa trải qua một cơn ác mộng, vừa trải qua nỗi đau mất con, Hà Lan gần như chưa thể mở lòng ra được. Nói đúng hơn là cô không dám mở lòng. Cô sợ bản thân mình lặp lại nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Bên này, Phú cũng chẳng chọc cả đêm dài. Anh muốn một lần lắng nghe thật kỹ trái tim mình nói gì. Những ngày qua, làm việc và tiếp xúc với nhau anh cũng phần nào nhận ra Hà Lan chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm. Cô hiền lành, dịu dàng, chính là mảnh ghép hoàn hảo để cân bằng anh lại. Chỉ là anh cũng biết cô vừa bị tổn thương lớn như vậy. Nếu mà anh tấn công quá, cô sẽ sợ hãi. Cho nên anh nghĩ vẫn nên chậm mà chắc. Do thức khuya suy nghĩ, lại không có đồng hồ báo thức, nên Hà Lan giật mình thức giấc, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng có phần chói trang chiếu vào mắt, Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ sáng, vội vàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bên ngoài, Phú cũng vừa chuẩn bị xong hai phần ăn sáng, thấy cô đi ra thì kéo ghế ra sẵn. Em ngồi đi, ăn thử xem anh nấu có được không? Hà Lan ngồi vào ghế, hơi nhăn mặt. Chết, em ngủ quên mất. Hoàng Phú cười. Không có sao đâu, anh xin nghỉ cho em rồi, em ăn đi. Từ lúc quen Nam, cho đến lúc cưới Toàn là Hà Lan nấu cho anh ta ăn Có bao giờ anh ta dậy sớm nấu cho ăn cái gì đâu Nên khi thấy Phú làm điều này Thì Hà Lan có chút xúc động Cảm ơn anh Ừ, em ăn đi Trong khi Hà Lan đang thưởng thức món ăn của Phú nấu Thì ở dưới nhà của bà Hoài In ỏi cả lên Tiếng la hét, tiếng chửi bới vang khắp căn nhà Bà Hoài ngồi biệt dưới đất khóc lóc thảm thiết Giỏi ơi là giỏi Tiền của tôi Tiền của tôi mất cả rồi mất cả rồi bà đức chạy sang hóng hớt có chuyện gì đấy bà hoài cái gì mà bà khóc hinh thế mất rồi mất hết rồi bà ơi nhưng mà ai mất con hồng con hồng hả nó mất khi nào mấy hôm trước nó còn khỏe mạnh lắm cơ mà nó bị làm sao mà mất bà hoài nói trong nước mắt non lửa tôi cũng hết tiền đi rồi mất hết rồi giời ơi là giời Tôi có làm gì ác đâu Mày bị lừa thế này hả ông giỏi ơi Nam thất thần ngồi như kẻ mất hồn Hỏi ra mới biết Bà Hoài nghe lời Thu Hồng Bán lô đất đi lấy tiền đầu tư nhà đất Bây giờ Thu Hồng ôm hết tiền bán đất cao Chạy xa bay Cô ta còn dắt cả Kina đi cùng Bảo lại cho bà Hoài một trận rông bão cuồn cuộn Cả cái nhà đang ở Cũng đã bị cô ta lừa đi cắm cho ngân hàng hơn 100 triệu Bà Hoài bây giờ còn đúng cái mạng Nam trách bà Hoài Tất cả là tại mẹ đấy Tin tưởng cô ta Bây giờ thì sáng mắt ra chưa nào Giỏi ơi là giỏi Nam vào đầu bứt tai Như người muốn điên lên Bà Hoài vừa khóc vừa nói Ai biết nó là người như thế chứ Cứ thấy nó ngoan ngoãn, dạ thưa Lại bảo là có nhiều tiền nên mẹ mới theo Cũng chỉ mong kiếm được nhiều tiền thôi mà Bà Hoài kêu than trời đất Nhưng giờ gọi cho Thu Hồng Nhưng mà thuê bao không liên lạc được Mấy người nghe lời bà Hoài Gửi tiền đất đầu tư kéo đến ùn ụt, đòi tiền chửi mắng um trời. Tình cảnh dối như tơ vò. Mấy bà hàng xóm khác cũng kéo sang hóng hớt chật nít cả sân. Người nói nọ, kẻ chỉ tay. Căn nhà bà Hoài bỗng chốc như cái chợ. Người ta còn ham dọa nếu không trả tiền, sẽ kiện bà Hoài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hoài khóc như mưa đổ. Tôi có biết gì đâu. Tôi cũng bị nó lừa mất mấy tỷ với căn nhà này chứ. Các bà kia gạt ngang. Tôi không biết. Tiền tôi đưa bà rồi, tôi nhắm vào bà mà đòi thôi. Nhưng mà tôi làm gì có tiền? Cái đó là việc của bà chứ. Chúng tôi cho bà thời hạn một tuần, phải trả lại vốn cho chúng tôi. Nếu không đừng trách chúng tôi đấy. Bọn họ mắng chửi đã đời thì kéo nhau về. Bà Hoài kêu Nam lấy xe chở bà ta đi xuống nhà bố mẹ Thu Hồng. Nhưng cũng vô ích, vì bố mẹ Thu Hồng cũng căm phẫn bà Hoài lắm. Họ đâu có điên mà chỉ chỗ cho con gái họ đang ở đâu. Họ chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Chúng tôi không biết, Ơ, ờ, nhưng mà nó lấy hết tiền của tôi rồi Ông bà phải tính thế nào đi chứ Nó lấy hay không lấy Sao mà chúng tôi biết được Bà bị sợ người đấy à Này này, ông bà đừng có mà nói ngang nhá Nó là con gái của ông bà Mà ông bà bảo là không biết nó ở đâu sao Mẹ Thu Hồng cũng không phải là dạng vừa Bà ấy đứng lên Chống lạnh chửi rõ to Này, tôi nói cho mà biết nhá Chuyện tiền nong ấy, bà với nó thế nào Thì tìm nó mà giải quyết Đừng có mà đến đây ăn vạ tôi Con này cũng chả hiền lành gì đâu Đừng có mà chọc con này điên lên Thì bảo sao răng môi lẫn lộn nhá Cút đi Bà Hoài tuy là người khó chịu Nhưng không phải là người hung dữ Người lại nhỏ hơn mẹ Thu Hồng nhiều Nên bị bà ấy quát Thì liền khiếp sợ co người lại lắp bắp Nhưng mà Không có nhưng nhị gì hết Ông thả chó tiễn khách Bố Thu Hồng Tháo dây mấy con chó đang cột trước sân Làm bà Hoài và Nam chạy té khói Vừa về tới nhà Bà ta nằm dài trên giường không ăn uống gì nổi, luôn miệng kêu than trời đất. Vì sao đối xử với bà ta như vậy? Còn Nam, anh ta cũng tìm đủ cách, nhưng bóng dáng mẹ con Thu Hồng hoài đâu không thấy. Những người có thể hỏi được đều lắc đầu bảo là không biết. Các số điện thoại, Zalo, Facebook, cô ta bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Phen này, cả nhà bà Hoài bị Thu Hồng làm cho lao đao một trận sống dở chết dở. Cùng lúc đó, tên Thành chồng Ki Thúy đi uống rượu ở xóm này hắn ta hay tin mẹ vợ bị chị dâu lừa tiền thì vội chạy về nhà bà Hoài hỏi cái Thúy vụ tiền vàng đã đưa cho Thu Hồng. Cái Thúy lúc đầu không tin bảo. Làm gì có chuyện đó, người ta ganh tị với chị ấy nên đồn lung tung ấy mà. Thằng Thành cáu. Lung tung cái thằng bố mày, người ta bàn án đinh ỏi cái kìa. Liệu mà lấy lại số tiền vàng lại cho tao nhá, không thể mày chết với tao. Tao đã bảo là không có đầu tư đầu tiếc gì rồi, thế mà mày cứ đâm đầu vào cãi bướng. Cái Thúy bắt đầu run lên, lấy điện thoại ra gọi cho bà Hoài Hỏi tự hư xem thế nào Thì bà Hoài thất thểu nghe điện thoại Alo Mẹ hả Anh Thành bảo là chị Hồng bỏ đi có thật không hả mẹ Hay là người ta đồn lung tung đấy Nó đi rồi Nó lấy hết tiền của mẹ rồi con ơi Bà Hoài khóc lóc với con gái Còn cái Thúy thì như xét đánh ngang tay run rẩy hỏi Trời chị ta đi đâu hả mẹ Rồi tiền vàng của con thế nào đây Anh Thành vừa bảo mất số vàng đó Anh ấy đánh con chết đấy Bây giờ bà Hoài chẳng còn tâm trạng nào Mà nói với cái Thúy nữa Cái duy nhất mà bà ta luôn lúc này Chính là tìm Thu Hồng để lấy tiền lại Nhưng mong muốn của bà ta Giống như mỏ kim đáy biển Khó mà thành hiện thực Còn cái Thúy bên này Thì lo cho số tiền vàng của mình Lúc đầu khi Thu Hồng dụ nó tham gia Thành đã ngăn cản Nhưng nó nghe thấy lợi nhuận từ miệng Thu Hồng nói Thì mê mẩn, nhất quyết đầu tư vào Mong sẽ có nhiều tiền như Thu Hồng nói bây giờ thu hồng bỏ trốn nó biết ăn nói làm sao với thành đây thành đứng bên cạnh hỏi lớn sao rồi cây thúy ấp úng chị ấy chị ấy đi rồi thành nghiến răng nghiến lợi vùng tay tát cho cây thúy mấy cái khiến máu mồm máu mũi của nó chảy ỏng ọc. hắn vẫn không dừng tay túm lấy đuôi thóc của cây thúy lôi lên nhả vào mặt mẹ kiếp mày sáng con mắt mày chưa hả lúc đầu tôi đã bảo là không có chơi trước gì hết nhưng mày nghe lời con mẹ của mày tham thì thâm này, thâm này. Mỗi từ này, hắn đập vào đầu cái thúy vào tường. Phần vì say rượu, phần vì bản chất vũ phu của hắn có sẵn trong người hắn. Nên rất nhanh, cái thúy đã đổ máu. May mà mẹ của Thành về đến ngăn lại, nếu không cái thúy còn bị hắn đánh thêm một trận nữa. Có chuyện gì vậy? Mày lại say đấy hả Thành? Thành chỉ tay vào mặt cái thúy, đang rúm người một góc. Mẹ họ nó thì biết. Có chuyện gì vậy Thúy? Con... Con... Thành hử giọng Nó đem hết vàng đưa cho con chị dâu của nó Đi đầu tư con mẹ gì đó Bây giờ con đã bỏ trốn rồi Tao không cần biết Mày làm thế nào thì làm nhá Nhanh mà đem tiền về cho tao đi Không tao giết mày đấy Nói xong Thành bỏ đi Cái Thúy run như cầy sấy vì sợ hãi Nó nhanh chóng lau sạch mặt mũi Rồi lấy xe chạy sang nhà bà Hoài Nó dựng bà Hoài dậy Bắt bà Hoài tìm cách trả tiền lại cho nó Nếu không Thành đánh nó chết Bà Hoài không chút sức lực Người phở phạc nói Tìm ở đâu mà tìm Con không biết đâu Nhưng mẹ phải tìm cho con Nếu không ấy anh Thành đánh con chết mất Tất cả là tại mẹ đấy Mẹ phải có trách nhiệm trả lại cho con Giỏi ơi là giỏi Nhưng mẹ làm gì có tiền hả Thúy Mẹ không thấy mẹ đang sắp chết hay sao Con không cần biết đâu Con chỉ cần mẹ cầm tiền trả lại cho con đi Tổng là một cây vàng và 50 triệu của con đâu Mẹ đưa lại cho con đi bằng chút sức lực còn lại bà hoài lắc đầu mẹ chả còn đồng nào cả có bao nhiêu mẹ gheo gom đưa cho con hồng hết cả rồi cái thúy nó không thèm quan tâm mẹ nó đang sống giỏi chết giỏi nó nhất mực đòi tiền cho bằng được lúc đầu còn mẹ mẹ con con nhưng mà càng về sau nó lại càng lớn giọng bà làm cái gì thì làm nhé ngày mai phải trả đủ tiền cho vợ chồng của tôi hay bà với con thu hồng đó âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chúng tôi dựng lên cái vở kịch này chứ gì Bà Hoài chưng hưởng Con nói cái gì vậy Thúy Con nghĩ mẹ mình như vậy sao Đâu phải là bà chưa từng làm đâu Bà lừa con Hà Lan Bảo là vàng cưới vay của vợ chồng tôi rồi chiếm luôn số vàng đó Cứ làm như là oan ức lắm ấy. Không nói nhiều, trả tiền cho tôi đi Bà Hoài thở ra Mẹ không lừa con, mẹ không có tiền Tin hay không thì tùy con Cái Thúy đúng là đứa con gái có một không hai Nói sợ không có tiền vàng đem về sẽ bị chồng nó đánh nên ở đó ăn vả nó trách bà hoài nói nặng nói nhẹ đủ điều khiến cho bà hoài cáu lên mày có im mồm không thì bảo tao đã bảo là tao không có tiền sao mày cứ lại nhải mãi thế hả tao mất còn nhiều hơn chúng mày nữa là bà có mất không ấy, thì bố ai mà biết được bà làm sao thì làm nhá mà tôi sang lấy tiền đấy nó tức giận bỏ về ra tới sân thì gặp nam nó kéo tay nam hỏi sao rồi anh gặp con hồng chưa Nam ngẩng lên thấy mặt mũi của nó bầm dập, mi hỏi nguyên nhân. Cái Thúy sụ mặt ra, chỉ vào trong nhà. Cũng tại bà ấy rủ dê em, nên em mới đem hết tiền vàng của hai vợ chồng em đưa cho bà ấy đầu tư. Bây giờ anh Thành đang cần tiền mua bò với làm chuồng. Không có, anh ta giết chết em mất. Mày trách cái gì? Lúc đầu mày trả khen cô ta tận mây xanh hay sao? Tại nó cứ tặng quà cho em mắc tiền ý. Túi sách mấy chục triệu luôn, nên em... Nam nhếch môi, hẳn là túi sách mấy chục triệu con điên mới tặng mày cái túi đó nó bảo thế thì em nghe thôi nhưng mà anh nam này hay là mình kiện nó đi anh nam cười nhạt kiện cái gì mà kiện tiền là mẹ đứng ra bán đất rồi dâng tay cho nó chứ nó có trộm cướp gì đâu mà kiện kiện cái cụ khoai à nhưng mà nó đi đầu tư nó làm vậy là chiếm đoạt tài sản vâng mày kiện đi mày có chứng cứ đưa tiền cho nó không hả mày có biết nó đầu tư cái gì không Tao chả biết mẹ nghĩ gì Mà dám bán đất đưa cho nó mấy tỷ bạc Rồi cắm luôn căn nhà này Tao cạn lời rồi đấy Ơ, ờ, chứ không phải là cắm ở ngân hàng anh làm sao Phải cắm ở chỗ tao thì tao cản rồi Khi Thúy dậm chân thỉnh thịch Chửi thu hồng cáo giả Lợi dụng bà Hoài lớn tuổi dễ lừa Để mới ra cớ sự như ngày hôm nay Mà cũng tại anh đấy Anh là chồng kiểu gì Mà chả biết cái mẹ gì của cô ta cả Ơ, ờ, mày muốn đổ thừa cho tao sao Tao vả cho rớt răng bây giờ Chả thế Anh là cái đồ bất tài Mới bị nó qua mặt như thế Đồ không có lập trường Chữ Nam xong Nó phóng lên xe bỏ đi tìm bạn bè Để vay tạm Nhưng ai cũng ghét cái tính đanh đá chua ngoa của nó Nên chả ai cho nó vay Nó thất thiểu không dám về nhà Sợ bị thành đánh Nó ghé quán nước gần nhà Hà Lan Nó nghe bà bán nước nói chuyện với bà kia Con Hà Lan con ông giáo ở nhà kia bà có biết không? À, cái nhà hai tầng chứ gì? Tôi có biết. Hình như nó với thằng Nam con ông Hoài bỏ nhau rồi phải không? Đúng rồi, bỏ nhau mấy tháng rồi. Ở làm sao nổi với cái nhà bà kia? Lúc mới cưới tôi đã bảo rồi mà. Con vợ trước không chịu nổi nó mới bỏ đi. Thì con này hiền lành quá, chịu gì thấu. Nhưng mà nhá, bây giờ bỏ chồng xong rồi lại sướng như tiên đấy. Uầy, vậy sao? Bà kể rõ xem nào. Kỳ Thúy cũng nghe ngóng tình hình, xem bà Lan thế nào nghe bà bán nước nói tiếp nó theo cái hằng em họ của nó lên hà nội làm việc nghe con gái tôi nói là được cha theo đuổi ghê lắm mà cái thằng theo đuổi là thằng phú con ông thọ chứ ai xa lạ đâu nói bà nghe nhá ngày xưa chúng nó ăn ở với nhau rồi bây giờ gặp lại cũng coi như là cái duyên ấy bà nhỉ thế á À trên nhà ông thọ tôi quái dành rồi họ hàng với nhà chồng tôi mà thằng phú bây giờ làm trưởng phòng gì đấy lương cao lắm có nhà cửa trên hà nội rồi đấy Kể ra mà lấy được thằng Phú Thì con đó đúng số hưởng Nhà ông thọ giàu có Lại có mỗi thằng con dai Về đó thì chuột xa chĩnh gạo Kê Thúy nghe tới đó Thì cơn tức giận của nó lên đến đỉnh điểm Không ngờ sau khi bị anh nó bỏ Hà Lan lại có cơ hội Gặp lại người tình trong mộng của nó Nhưng mà làm gì có chuyện Anh Phú theo đuổi Hà Lan chứ Chắc là con đó lên đó Mồi trài Phú thì có Nó đứng lên Tháo cái khẩu trang ra rồi nói lớn mấy bà thì biết cái gì mà nói vớ nói vẩn có mà con hà lan ấy nó quyến rũ anh phú thì có ai à, chứ tôi quá rảnh con đó rồi hai bà đang tắm chuyện nghe nó quát lớn thì giật mình quay lại thấy mặt cái thúy liền biết ngay con ông bà hoài bà bán nước có hơi ngượng vì lúc nãy nói xấu nhà cái thúy nhưng cũng bật lại cái gì mà vớ vẩn con gái tao làm chung công ty với nó kể lại đấy thì con bà nói vớ vẩn chứ sao anh phú đẹp trai ngời ngời như thế làm sao mà đi thích con gái xấu xí có một đời chồng rồi Tôi khẳng định là con Hà Lan Nó tìm cách dụ dỗ anh Phú thôi Cái đổ mất nết chết tiệt ám ảnh người khác Bà bán nước cũng chẳng ưa gì nhà cái Thúy Nên bĩu môi Bà cứ mổ mồm ra là chê người ta xấu Mà không nhìn lại mình đi Bị chồng đánh nhiều quá thần kinh rồi hay sao Bà nói cái gì Ai thần kinh hả Cái Thúy hùng hùng hổ hổ cưng cưng cái mặt lên Bà bán nước cũng chẳng hiền lành gì cả bà quát lại tao nói mày đấy ai ở cái xóm này mà không biết mẹ con nhà mày bắt nạt con hà lan nên nó mới không ở nổi cái thứ em chồng mà khó khăn hà hiếp chị dâu quá đáng mới gặp quả báo bị chồng đánh sất cả mặt đó cả con mẹ nhà mày nữa hạch sách cho lắm vào bây giờ bị con dâu cũ nó lừa cho một vố quả báo cho mẹ con nhà mày đó con danh mất dậy bà cái bà này kỳ thúy cầm nón bảo hiểm đánh bà bán nước Lúc này mấy người con bà ấy trong nhà lao ra, giữ cái thúy lại, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Đến khi có người kéo đến ra mặt, thì mặt mũi cái thúy đã sưng vủ lên, lếch thách lên xe chạy về nhà. Đêm đó, lại bị tên Thành say rượu, đánh thêm cho một trận nữa. Trong bóng đêm, lời bà bán nước vang lên bên tai của nó. Cái thúy, cái thứ em chồng mà khó khăn hà hiếp chị dâu quá đáng, đến mới bị chồng nó đánh cho sất cái mặt ra đấy. Quả báo mẹ con nhà mày đấy. Kỳ Thúy nghĩ có khi nào là thế không? Tại Hà Nội, sau khi ăn uống xong thì Phú đưa Hà Lan về nhà, gọi người đến mở cửa cho cô. Mối quan hệ của hai người cũng có bước tiến triển nhất định. Tuy chưa thể nói là yêu nhau gì cả, nhưng mà ít ra Hà Lan không còn quá rụt rè sợ hãi khi đối diện với Phú nữa. Với Phú, anh chỉ cần có như thế, anh sẽ từng bước chạm đến trái tim mỏng manh của Hà Lan chữa lành vết thương cho cô, sẽ bao bọc, che chở cho cô trước những sóng gió cuộc đời. Khi Hằng đi Hải Phòng, nên Hà Lan định dậy sớm đi xe buýt đến công ty, nhưng vừa sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Phú. Anh nói sang đón cô đi làm. Hà Lan không muốn làm phiền anh, nên cô từ chối. Thôi ạ, à, em đi xe buýt cũng được mà. Anh đang ở trước nhà đợi em rồi. Hà Lan vén rèm ra, đúng là chiếc ô tô của Phú đang đỗ ở dưới Cô đi xuống mở cửa cho anh Khẽ hỏi Sao anh đến sớm thế em vừa mới dậy Không sao em cứ từ từ Anh có ghé mua đồ ăn sáng cho em này Anh đem vào nhà cho em nhé Ôi phiền anh quá dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời Hoàng Phú nở nụ cười ấm hơn cả những tiên nắng kia Em phiền anh cả đời cũng được Anh tình nguyện mà Hà Lan hơi bẽn lẽn cười Rồi khóa cổng Phú đem thức ăn vào bếp Cho ra hai cái bát Hà Lan hỏi Anh mua gì mà thơm thế ạ? À? Bốn thang đấy Anh hay ăn ở chỗ này lắm Em ăn thử xem có hợp khẩu vị của mình không nhé Phú nhẹ nhàng điểm đạm Anh không vồ vập Cũng không giống như những xoái ca trên màn ảnh Lạnh lùng siêu ngầu gì cả Anh ân cần tỉ mỉ Mang đến cho Hà Lan Cảm giác mình được quan tâm chăm sóc Từ những điều nhỏ nhặt nhất Trong khi Hà Lan được Phú săn đón yêu thương Thì cái Thúy rất thê thảm Vì không xoay được số tiền vàng đưa cho Thành mua bò làm chuồng. Mà tên Thành vốn dĩ là một tên keo kiệt và vũ phu. Hắn đi uống rượu về, hỏi cái Thúy lấy được tiền chưa? Cái Thúy lắc đầu, hắn nổi cơn xông lên đánh vợ không nương tay. Sau trận đòn đấy, cái Thúy phải nhập viện, mặt mũi bầm tím. Mẹ chồng nó cũng trả lên thăm vì còn bận chăm cháu nổi. Tên Thành ghé ngang một lúc rồi đi mất. Nó nằm một mình trong bệnh viện mà khóc. Rồi mượn điện thoại của y tá gọi cho Nam vào Nói muốn ly hôn với Thành nó không chịu nổi nữa. Nam nhìn em gái thở dài. Thôi, tùy mày. Bà Hoài lê lết lên bệnh viện đón con gái về nhà. Chưa bao lâu mà tóc bà đã bạc. Lại bị ông Hoài đi uống rượu về chửi rủa rằng bà ta ngu muội, giả hai thứ tóc rồi mà còn bị con dâu cũ lừa. Bà ta chỉ biết im lặng giấm rứt khóc, chạy vạy khắp nơi để có tiền trả cho hàng xóm. Chả biết ai mách mà bà ta dám đi vay nóng xã hội đen hơn một trăm triệu vì trả cho mấy bà hàng xóm mỗi bà một ít nhưng cũng trả thấm vào đâu cả so với số tiền ban đầu bà lấy của họ đưa cho thu hồng bà kêu nam gọi thử xem có liên lạc được với thu hồng hay không nhưng vô vọng ngoài âm thanh tự động kia thì chỉ có tiếng bíp vang lên bà ta khóc ngửa cổ lên trời trời ơi tôi ăn ở hiền lành chưa từng ác đức với ai cả sao ông trời lại cho tôi lâm vào hoàn cảnh thế này chứ ông trời ơi ông mở mắt lên mà nhìn đi ông nhìn lại đi Bà ta kêu gào trách móc trời xanh Nước mắt lưng tròng Rồi lại quay sang chửi hùa hồ Thu Hồng Bằng những lời lẽ vô cùng tục tiễu Nhưng có chửi bao nhiêu Thì Thu Hồng cũng không xuất hiện Cô ta đang rất hả hê Vì cho cả nhà bà Hoài một vố trí mạng Ai bảo ngày xưa Lúc Thu Hồng mới về Bà ta cũng khó khăn với cô ta đủ điều Do nhà Thu Hồng lúc bấy giờ khá nghèo Bố cô ta làm ăn thua lỗ Bà Hoài khinh rẻ con dâu Kiếm chuyện gây khó dễ Thu Hồng bản tính lại thẳng thắn, không cam chịu nên dứt áo ra đi. Ngày bước ra khỏi căn nhà đó, Thu Hồng thề rằng nhất định cô ta phải trả thù, phải cho bà Hoài một phen điêu đứng, mê thỏa mối cam hận trong lòng. Sau bao năm chờ đợi thì cuối cùng cô cũng làm được rồi, để coi bà ta làm cách nào mà xoay được số tiền lớn như vậy trả cho hàng xóm láng giềng đây. Cả nam nữa, Thu Hồng cũng hận nam không có chính kiến, không biết bảo vệ vợ con để mẹ và em gái của anh ta khó dễ. Cho nên lúc về ở chung mấy tháng sau này, cô ta cho Nam uống thuốc, hàng ngày cho một ít vào cốc cà phê. Thuốc này có tác dụng làm giảm sinh lý Nam giới, uống nhiều thì sẽ không còn khả năng hoạt động nữa. Nhìn thấy bà Hoài điêu đứng, Thu Hồng mãn nguyện nhếch môi. <laughs> Đó là cái giá mà cả nhà bà phải gánh đấy. Về phần kỹ thúy, nó cương quyết ly hôn tên Thành. Khi hắn và mẹ hắn sang nói chuyện, bà Hoài bảo đánh con tao đến mức như thế thì làm sao mà nó ở với mày được chứ tên thành cũng chẳng kiêng nể mẹ vợ tẹo nào nó cười khinh đánh cho khôn ra chứ nó ngu quá tôi cảnh cáo nó rồi không được đầu tư bậy bạ nhưng mà nó đéo nghe đem tiền dâng cho người khác bà thấy có đáng khinh không hả nhưng mà dù sao nó cũng là vợ của mày cơ mà có chuyện gì thì từ từ nói chứ mà đánh nó như thế là không được đâu nếu không nể tình tao đã kiện mày rồi đấy Kỳ thúy nói mẹ mẹ không phải nói nhiều với nhà nó làm gì nói thẳng ra là tôi ly hôn với anh thành chẳng chút do dự mà gật đầu cái rụp được thôi nhưng mà trước khi như ly hôn ấy thì mẹ con nhà mày liệu mà trả tiền cho bố mày cái sau đó muốn phắn đi đâu thì phắn bố đéo cần cái thùy đáp lại mày nói chuyện buồn cười thế tài sản trước hôn nhân là tài sản chung mắc gì tao phải trả mày chứ có mấy con bỏ trong chuồng cũng phải chia đôi cho tao nữa kìa mẹ của thành lên tiếng Chị Thúy nói bò nào ấy nhỉ Thì mấy con bò bên nhà chứ bò nào Bà đáng trí à Cái Thúy đáp mẹ chồng xong Thành bật dậy lao đến tát cái Thúy một cái Bật máu miệng Hắn ta chỉ tay Mày không được láo với mẹ của tao Nam vội đứng lên kéo Thành ra Bà Hoài thì đỡ con gái lên chửi Cái thằng ôn vật này Sao mày dám đánh con gái tao thế hả Tao phải báo công an đến gô cổ mày lại Thành thách thức Bà kiện đi Sẵn họ đến ý, Tôi tố cáo bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi 100 triệu bà đi tù rồi nhá Nam ấn Thành xuống ghế Ngồi xuống đi từ từ nói Thành hất tay Nam ra Anh thấy nói bố láo với mẹ tôi không kìa Kỳ Thúy ôm má đáp Mày lúc nào cũng mẹ mẹ Mày có thấy bà ấy khó khăn với tao không hả Mẹ Thành hỏi Tôi khó với chị sao Thì chả thế Bà luôn tìm cách hành hạ tôi Bắt tôi làm chuyện nọ chuyện kia Nào là cắt cỏ cho bò Nào là công việc nhà ơ ờ, hay chị hỏi mẹ chị thử xem có ai làm dâu mà không làm việc nhà không nhỉ? chẳng lẽ chị muốn tôi hầu chị sao? tôi nói cho chị biết nhé, chị đi rêu sao tôi với mọi người tôi biết cả đấy. nhưng mà tôi nghĩ chị còn trẻ người non dạ nên không thèm chấp với chị. nhưng mà chị láo quá rồi, mẹ chồng dạy câu nào thì đớp chát câu đấy, cơm nước thì chẳng biết nấu, bảo đi cắt cỏ cho bò thì tìm chỗ mát mà ngồi bấm điện thoại. những việc đó sao mà chị không nói cho mẹ chị nghe đi, nói cho thiên hạ nghe nữa. thì Bà Hoài nói đỡ cho con gái Có đứa con gái nào mới về nhà chồng đã thạo việc đâu bà Bà phải chỉ dạy cho nó từ từ chứ Ở nhà tôi còn trả cho nó động tay động chân vào việc gì cả nữa kìa Sang đó phục vụ cho nhà chồng Thế mà bà còn chê không khen Thì thôi Con tôi ấy, tôi bắt về Thành đứng phát dậy Không giữ được bình tĩnh nữa Bà muốn bắt muốn bán thì tùy bà Còn tiền của tôi phải trả cho tôi Nếu không thì không xong với tôi đâu Thành kéo mẹ hắn về khi thúy muốn sang bắt con cũng không được với thành nên đâm đơn kiện chuyện đứa bé giao cho ai thì chờ tòa xử lý mới biết. Quay lại Hà Lan công việc mới của cô thuận lợi lắm một phần vì cô nghiêm túc làm việc phần vì phú có phần yêu ái cô hơn các nhân viên khác một chút nhưng mà Hà Lan thật sự phù hợp với công việc này lắm cuộc sống cô bây giờ thay đổi hoàn toàn đi làm về thì nấu ăn thời gian rảnh thì đọc sách trau dồi thêm kiến thức cuối tuần được khi hằng kéo đi spa làm đẹp chỉ mới mấy tháng lên Hà Nội mà cô khác hẳn ngày còn ở Việt Nam. Nhìn vào hai bức ảnh cứ như hai con người khác. Cô có nghe mẹ cô nói chuyện về nhà của bà Hoài, cô chỉ cười nhạt chứ không quan tâm lắm. Chia tay rồi thì chuyện của nhà họ không dính dáng tới cô, cô chỉ muốn tận hưởng những ngày yên bình của hiện tại. Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ của cô và Phú ngày một tốt hơn, cô không còn trốn tránh cái nhìn đầy ấm áp của Phú, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng đáp lại anh. Đối với Phú, nụ cười của cô chính là liều thuốc hay nhất giúp anh xóa tan mọi mệt mỏi của cuộc quay công việc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó cũng đủ giúp anh sốc lại tinh thần, đương đầu với những sóng gió ngoài kia. Ở quê, tòa bắt đầu giải quyết vụ ly hôn của Thành và Thúy. Vì đứa bé còn nhỏ, nên tòa giao cho Thúy nuôi dưỡng và Thành có trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định. Nhưng lúc này, thúy mỹ ngã ngửa ra vì số tài sản mà bấy lâu nay cô ta cứ nghĩ là tài sản chung như mấy mẫu đất và số bò đang nuôi thì bây giờ là tài sản của riêng bà mẹ thành vì lúc mua đất là mua mẫu lớn vợ chồng cái thúy chung mẫu ấy với bà mẹ nên bà mẹ thành đứng tên luôn lúc đó bà ấy nói số đất này lớn sớm muộn gì cũng là vợ chồng của cái thúy nên cái thúy không suy nghĩ nhiều còn mấy con bò thì cũng có trước khi cưới cái thúy cho nên tất cả đều không được chia như cái thúy mong muốn kết thúc phiên tòa thành đi ngang qua cái thúy hắn ta cưng mặt cao ngạo vì không phải chia cho cái thúy một đồng nào cả đúng như hí hắn ta muốn bà hoài từ hồi bị thu hồng lừa thì giả đi trông thấy suy nghĩ đủ mọi cách để có tiền trả lãi ngân hàng để trả cho bọn xã hội đen cứ cách vài hôm lại đến nhà thu tiền lãi không trèo chống nổi bà ta bảo nam đi vay ngân hàng nhưng từ khi vỡ lẽ Người ta cũng kỳ thị Nam ghê lắm. Khó khăn lắm mới làm hồ sơ vay được một ít, đem về cho bà ta trả nợ. Bây giờ nuôi thêm con gái và cháu ngoại, mà cái thúy bình thường đã ít sữa, dạo này còn ít hơn nên phải thường xuyên cho em bé uống sữa ngoài. Bỗng một đêm nọ, bà hoài nghe tiếng cháu ngoại khóc mãi mà không nghe cái thúy dỗ, lật đật đi sang xem. Bà ta chẳng thấy cái thúy đâu cả, tưởng nó đi vệ sinh hay làm gì đó, nhưng nào ngờ 15-20 phút trôi qua cũng không thấy cái Thúy đâu Bà Hoài bế cháu đi khắp gọi Thúy ơi, Thúy ơi, mày đâu rồi? Bà Hoài gọi mãi, tiếng gọi ngày một lớn Nhưng cái Thúy nào đáp Vì nó đã trốn nhà bỏ lên Hà Nội tìm Phú mất rồi Nó nhắn vào máy của Nam Anh nói với mẹ Chăm cháu hộ em một thời gian Khi nào có công việc ổn định Em về, đừng tìm em Bà Hoài gần như phát điên lên Để có tiền trả nợ, bà ta phải tìm đủ việc. Bây giờ vướng đứa cháu ngoại thế này, bà ta chẳng làm được gì cả. Cơm nước còn phải gấp rút mới xong. Quay sang hết sữa hết tã, bà ta lo không thể xuể, nên bực tức đem cháu ngoại sang giao cho Thành. Bà mẹ Thành bắt bà Hoài làm giấy giao cháu, sau này không được sang rảnh lại mới chịu nhận nuôi. Bà Hoài tận ngần một lúc thì cũng ký cho xong. Chứ bây giờ mà ôm cháu ngoại về thì con nước chết dở. Nghĩ thế, bà ta ký cái duyệt rồi đi về nhà. Cái Thúy lên Hà Nội, mò mẫm đến công ty Phú và Hà Lan làm. Nó đứng đợi thấy Hà Lan đi ra thì gọi. Này, nói chuyện tí đi. Hà Lan có hơi bất ngờ. Cô hơi cau mày. Tôi nghĩ giữa tôi và cô ấy, không có chuyện gì để nói cả. Có đấy, là chuyện của Phú và bố mẹ anh ấy. Cái Thúy hất mắt sang quán cà phê bên cạnh. Hà Lan nhẹ bước theo nó, xem nó muốn nói cái gì. Ngồi vào ghế, nó nhìn Hà Lan chân chân, không ngờ chưa bao lâu mà La lại xinh như thế, da trắng hơn, dáng thon hơn, thì nó tức anh ách. Có chuyện gì? Mày cũng giỏi nhỉ, lên tận đây một trái anh Phú cơ đấy. Hà Lan thì lạ gì cái Thúy nên chẳng phản ứng gì cả, chỉ nhàn nhạt, nhạt hỏi lại. Có thế thôi sao? Mày bị điếc hay là mày mất lòng tự trọng rồi Hà Lan? Anh Phú là ai? Làm sao anh ấy có thể yêu mày? Làm sao bố mẹ anh ấy chấp nhận mày chứ? Hà Lan cười nhẹ. Chuyện đó có liên quan tới mày không? Mày... Cái thủy bất ngờ Không ngờ là chỉ có mấy tháng Hà Lan lại thay đổi từ gương mặt đến thần thái như thế Cách nói chuyện nhẹ nhàng Biểu cảm không quan tâm những gì nó nói Là nó điên lên Nó nói rõ to Tao không biết là mày giả vờ không hiểu Hay là cố tình không hiểu Nhưng mà tao nói luôn nhé Là mày không xứng với anh Phú Anh ấy và gia đình anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận Loại đàn bà có một đời chồng các con như mày đâu Không bao giờ Dứt lời, cái Thúy lãnh chọn cốc cả trà đá trên bàn. Nhắc đến hai chữ có con, giống như cầm muối sát vào vết thương của Hà Lan vậy. Nếu như ngày đó nó không gây chuyện, nó không cho bà Hoài xem, thì con cô đã không mất. Bây giờ đã trở thành một đứa bé khó khỉnh, đáng yêu rồi. Mày im đi, mày không có tư cách những chuyện đó với tao. Mày điên à, dám tạt nước tao sao? Kỳ Thúy định xông qua đánh Hà Lan, nhưng mà Phú kịp thời đi vào ngăn lại được. Thấy Phú, nó lập tức chuyển sang bộ mặt yếu đuối anh phú phú không quan tâm khi thúy sốt sắng hỏi hà lan em có sao không có bị thương ở đâu không hà lan lắc đầu em không sao mà sao anh bảo ở lại anh muốn về ăn cơm em nấu thầy phú âu yếm nhìn hà lan khi thúy tức điên lên kéo tay phú nhìn nó anh phú anh có nhớ em không em là thúy đây ạ à? lúc này phú mới lướt sang nhìn cái thúy gật đầu có ôi lâu như vậy mà anh vẫn nhớ em sao em vui quá nhưng mà em không hiểu sao tự dưng hà la nó tạt nước em anh xem này em ướt cả người rồi này phú hỏi tự dưng sao vâng tự dưng nó tạt em ấy anh ạ à. em chỉ mới nói nó có phải là anh đang làm ở công ty này không thế mà nó nổi điên lên nó tạt nước vào em đấy em sợ quá cái thúy nép mặt vào tay phú nhưng mà rất nhanh phú liền gỡ tay nó ra giữ khoảng cách nhất định chúng ta không thân thiết tới mức độ như thế đâu cô nên tự trọng đi kỳ thúy quê cứng cả người nhanh chóng lật mặt giả lả vâng cũng lâu rồi mới gặp em có chuyện muốn nói với anh ạ à? mình ngồi xuống nói chuyện anh nhé nó vén lại mái tóc chỉnh chu lại cái váy đang mặc rồi nghiễm nhiên ngồi xuống ghế nhưng mà hoàng phú một chút hứng thú với nó cũng không có trong mắt anh chỉ có mỗi hà lan anh lắc đầu Xin lỗi, tôi bận rồi." Anh quay sang Hà Lan, dịu giọng. "Chúng ta về thôi em, cái siêu thị mua thức ăn luôn nhé." Dạ vâng ạ." Phú toan kéo Hà Lan đi thì cái Thủy nói lớn. "Anh Phú, anh đừng có mà bị nó lừa, nó từng có đời chồng và có con rồi đấy, nó cơ bản là không xứng với anh đâu." Thủy hét lớn lắm, làm những khách trong quán cà phê đổ ánh mắt nhìn về phía ba người họ, có người còn lấy điện thoại ra quay phim hay gì đấy. Phú cầm chặt tay của Hà Lan Xoay lại hỏi Chuyện này có liên quan tới cô không hả? Em... Em thấy không công bằng cho anh Vì bị nó lừa rồi đấy Tôi nói lần cuối cùng nhá Chuyện của tôi không có liên quan tới cô Nên cô đừng phiền chuyện chen vào Văn minh lên nhá Nhưng em yêu anh Yêu từ khi chúng ta còn bé Cái đó là chuyện của cá nhân cô Tôi không quan tâm Anh Phú Chúng ta ngoài quan hệ đồng hương ra Thì chẳng có bất cứ mối quan hệ nào hết Đừng có tự dưng đến đây gây chuyện Nhất là chuyện với người phụ nữ của tôi Tôi sẽ không để yên đâu Nhớ lấy Nói xong Phù kéo tay Hà Lan đi trước Khuôn mặt cứng như đá của Kỳ Thúy Và những nụ cười khinh thường của khách ở trong quán Nó vùng vàng bỏ đi Thì bị chủ quán giữ lại thu tiền nước Còn nói khẽ Chị ơi Cái váy chị mặc ấy Là mốt hai năm trước rồi à Muốn làm trà xanh ấy Thì chưa đủ tầm đâu Mày nói cái gì Bán hàng gì mà bố láo thế này Ơ ờ, Em có lòng tốt cho chị biết mà. Thế mà chị chửi em. Thôi, cho em xin tiền nước đi chị. Bao nhiêu? Dạ hai cốc sinh tố cao cấp 150 ngàn ạ. Cái gì? Cắt cổ à? Uầy, chắc là chị ở quê mới ra nên không biết. Chứ giá đây vẫn thế mà chị. Đặc biệt nhá, thanh toán xong, bọn em còn tặng quà cho khách nữa. Quà gì? Một nhân viên khác, nhanh chân đem ra chai trà xanh không đổ, đưa cho cây thúy nói. Đây ạ. À? Đây là quà của chị đấy Rất hợp với chị luôn nhé Kỳ Thúy biết bọn chúng khịa mình Định chửi Nhưng mà những người trong quán liên tục cầm máy quay chĩa về hướng nó Nên nó ngậm ngùi thanh toán 150.000 Rồi đi mất Đi bộ ra khỏi quán nước Hà Lan cảm ơn Phú Vì đã xuất hiện đúng lúc Nếu không lúc đó thế nào Kỳ Thúy đã cũng đánh cô Phú nhìn cô Đôi mắt toát lên sự nghiêm túc và chắc nịch Anh muốn bảo vệ em cả cuộc đời này bàn tay anh lân la tìm đến năm ngón tay của hà lan mà đan vào lúc đầu hà lan khẽ rút tay lại nhưng phú vẫn giữ chặt ánh mắt anh chất chứa sự kiên định vững vàng anh biết trong lòng em vẫn còn nỗi đau chưa nguôi ngoai nhưng mà có điều này anh muốn nói với em từ lâu rồi hà lan anh yêu em đường phố vào giờ tan tầm đông nghẹt người kẻ qua người lại nhưng lúc này trong đôi mắt của phú thì chỉ có mỗi hà lan còn hà lan cô hơi lúng túng anh phú em phú rất tâm lý anh nói mình lên xe đi anh đưa em về dạ vâng dọc đường hà lan cứ cuốn vào những suy nghĩ mông lung mấy tháng tiếp xúc cô nhận biết phú là một người đàng hoàng cô học thức lại đẹp trai gia cảnh cũng tốt để luận về nhan sắc hay là bất cứ thứ gì cô đều cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với anh Chất là chuyện cô từng có một đời chồng Người đó lại cùng huyện với nhau Hạ Lan dối lắm Cô không thể trả lời Phú ngay được Cô cần thêm thời gian nhiều hơn Để xác định lại trái tim của mình một lần nữa Xem có thật sự rung động Với chàng trai bên cạnh hay không Về phía kế thúy Nó cay cú vì nhìn thấy Hà Lan thay đổi ngoạn mục như vậy Nên tìm số điện thoại của mẹ Phú gọi về cho bà Nó đặt điều nói xấu Hà Lan Nói cô lên đây đeo bám Phú các kiểu rồi nó thêu diệt ngày xưa cô ăn chơi chắc táng từng nhiều lần phá thai nó nói xong hy vọng mẹ phú sẽ hết bỏ hà lan cho hà lan một lần nữa nếm mùi đau khổ nhưng mà ông trời không bao giờ cho kẻ xấu tung hoành lâu bà thọ mẹ phú nghe xong không những không sốt sắng không cuống cuồng mà ngược lại bà lại nhàn nhã hỏi cái thúy cháu là ai mà sao dành mọi việc thế dạ cháu cháu là đồng nghiệp cùng với anh phú cháu thấy anh ấy bị con hà lan lừa nên cháu có lòng tốt cháu báo cho bác biết đi ạ à? thế á à? dạ vâng bác gọi cho anh phú đi bảo anh ấy cắt đứt mối quan hệ với con hà lan đi ạ à? anh ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn nó gấp nhiều lần bà thọ cười trong điện thoại chẳng hạn như là cháu nhỉ cái thúy mỉm cười tủm tỉm dạ cháu không dám mà. sao lại không chứ bác thấy cháu mổ mép thế này thì cũng thích lắm đấy hai bác cháu mình gặp nhau nhé dạ gặp làm gì vậy bác thì cháu có lòng như thế rồi Bác cũng phải gặp mặt cảm ơn cháu đàng hoàng chứ Nếu mà được ấy thì bác tới luôn nhé cháu Cháu có tiện gặp bác không? Kỳ Thúy suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu Hẹn bà Thọ ở Hà Nội Nó chạy đi tìm một quán làm tóc Chỉnh lại mái tóc sơ xác của mình Sau đó đi mua một bộ váy Và đôi giày phù hợp Mong ghi điểm trong mắt của mẹ Phú Mong bái có thể tác động cho Phú hồi tâm chuyển ý Khi bà Thọ đến nơi hẹn Kê Thủy lăng xăng ra đón Kéo ghế cho bà ấy ngồi Bác đi đường có mệt không ạ à? Bác uống gì cháu gọi Chào bác câu trà đào đi Đừng gọi trà xanh cháu nhé Kê Thủy hơi khựng người lại nhìn bà Thọ Bà Thọ trưng ra bộ mặt thản nhiên vô tội vả Cháu sao thế Bác lớn tuổi rồi Uống trà xanh hay mất ngủ lắm À dạ vâng cháu cứ tưởng Cháu tưởng gì Dạ không có gì ạ à? Hãy bác uống nước cam cho mát nhé khi Thúy nhanh mồm gọi hai cốc nước cam Nó bắt đầu liên thiên về Hà Lan Khi con Hà Lan ấy bác Nó đến công ty Nhưng mà toàn mặc quần áo hở hang Áo dây váy ngắn để mà tán trai thôi bác ạ à. Trả Chả ra cái thể thống gì bác nhỉ Thế à Nhưng mà thôi khoan nói về nó Nói về cháu trước đi Cháu á Ừ cháu tên gì Làm ở bộ phận nào quê quán ở đâu Bác thấy cháu quen quen Nó cười cười Dạ cháu tên là Hoa quê cháu ở quảng ninh ạ à? thế cháu lên làm lâu chưa dạ cháu mới lên ơ ờ, thế sao lúc nãy cháu bảo làm chung với phú nhà bác cơ mà sao bây giờ lại bảo là mới lên cháu nói chuyện mâu thuẫn thế ờ à, dạ không ý cháu là cháu lên được một năm nay rồi ạ à? bác uống nước cam đi bác uống một ngụm nước cam bà thọ mới hỏi đến chuyện của hà lan khi thúy nói như một cỗ máy trong công ty bác ai cũng ghét con đấy đấy bác ạ à? Gặp trai nào nó cũng muốn uốn lượn để mà câu dai. Người có gia đình nó cũng không tha đâu bác. Bọn cháu ghét lắm. Nhưng mà trước mặt anh Phú lúc nào nó cũng diễn ra cái vẻ mặt đáng thương. Nên anh Phú mới bị nó lừa đấy. Nhưng cháu tin bác có thể nhìn ra âm mưu kế của nó mà kéo anh Phú về. Chứ bao nhiêu tiền bạc của anh Phú để bị nó vơ vét hết rồi. Thế theo cháu bây giờ bác nên làm sao nào? Theo cháu ấy, bác đến công ty cảnh cáo nó đi. Để mọi người biết rõ bộ mặt thật của nó Để nó về quê mà nghỉ việc Không làm phiền anh Phú nữa bác ạ à. Còn nếu nó mà cứ cố chấp nữa Thì phải dùng đến biện pháp mạnh Là thuê xã hội đen rằn mặt nó Thế nó mới sợ Khi Thủy thấy bà thọ im du lắng nghe Thì tưởng là bà đã tin nó Nhưng nào ngờ Hà Lan và Phú từ đâu bước ra Gương mặt Phú lạnh như tiền Ánh mắt nhìn xuyên thấu quả tim đen của Thúy Khiến cho cô ta ấp úng Anh Phú Sao, sao anh lại ở đây ạ à? Hôm qua tôi nói với cô thế nào rồi Tôi nói rõ ràng chuyện cá nhân của tôi Không có liên quan tới cô Cô không có tư cách xen vào Anh Phú Anh đừng bị nó lừa Con Hà Lan nó không như những gì đàng hoàng đâu Không biết nó ăn ở với bao nhiêu người rồi Nó chỉ muốn chiếm tài sản của anh thôi Anh đừng có bị nó mê hoặc nữa Hoàng Phú cong môi lên cười nhạo Vẫn câu hỏi cũ Liên quan gì tới cô Mà cô chĩa mồm vào cô nhỉ Em... em... Phú dương mắt chờ đợi câu trả lời từ phía Thúy, nhưng cô ta cơ bản đang lâm vào thí bế, không biết phải nói ra sao, thì bà Thọ nói thay. Vì em yêu anh, cô muốn nói như thế phải không? Cây Thúy gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu yêu anh Phú. Bà Thọ bật cười. Cháu yêu anh ấy, không muốn anh ấy bị lừa. Đấy, văn vở của mấy đứa trải xanh thì có bao nhiêu đó thôi. Bà Lan quay sang Hà Lan. Ngồi đi cháu, ngồi cạnh bác này cây thúy ngây ngốc nhìn bà thọ, bà thọ nói tiếp: dăm ba cái trò này, tôi biết tỏng biết tông rồi cô gái à, người đàng hoàng, sẽ ai làm thế bao giờ? chỉ có mấy đứa rảnh rỗi và tự ti đi làm cái chuyện dở hơi này thôi. thôi, tôi vừa nhìn tôi biết cô là ai rồi, con gái ông bà hoài ở xóm bên nhà tôi chứ xa lạ gì. mấy lần tôi gặp cô ở chợ, còn xem đánh nhau với người ta nữa mà, lại còn dám bảo là mình tên bông hoa nữa cơ đấy, đúng là điêu. Ờ, bác 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 cái gì Tôi hai thứ tóc rồi Không phải là cái loại con hít xanh để cô qua mặt đâu Tiểu sử nhà cô thế nào thì ai mà chả biết Về mà lo trả nợ phụ mẹ cô đi kìa Đừng có làm những chuyện dở hơi ở đây nữa Cái thúy nó quê chữ E kéo dài Mấy mét trước những lời nói của mẹ Phú Thì ra bà đã biết cô ta từ lâu rồi Nhưng mà cố tình không biết Để nghe cô ta tự biên tự diễn Tôi nói cô nghe này Con tôi lớn rồi Tôi tin tưởng vào quyết định của nó nên cô bỏ ngay cái ý định mượn tay tôi Để mà chia sẻ hai đứa nó đi nhé Bỏ cái tính xấu ấy đi mà làm người Bị bà thọ nói một chàng Cái thúy quê cứng người Cô ta vơ lấy cái túi sách đi ra khỏi quán cà phê Nhưng do mang giày cao gót Nên chèo chân ngã rúi rủi Cả quán được phen cười đau cả bụng Quay lại với Hà Lan Cô vẫn chưa kịp nói gì với cái thúy nữa Mà nó đi mất rồi Cô nhìn bà thọ gật đầu nhẹ Dạ cháu chào bác Bà Thọ cầm tay Hà Lan Nụ cười hiền dịu Ừ, chào cháu Lâu rồi mới gặp, cháu sinh ra nhiều đấy Dạ, cháu cảm ơn bác Không những sinh mà vẫn lễ phép như hồi xưa Cái Phương cứ thỉnh thoảng lại nhắc cháu đấy Phương là em gái của Phú Cũng là bạn học của Hà Lan ngày xưa Nhưng mà từ sau khi chuyện đó xảy ra Thì cô và Phương ít khi gặp mặt Là Hà Lan trốn tránh cái Phương Mối quan hệ cũng không còn thân thiết Vâng, cái Phương vẫn khỏe hả à, bác? Nó khỏe như trâu ấy Nó bảo là cuối tuần này dẫn người yêu về ra mắt Hai đứa tranh thủ tuần này về nhà bác chơi nhé Nghe cách bà Thọ nói chuyện Mà Lan có chút hoang mang Bà nói chuyện với cô bằng thái độ rất bình thường Như người trong nhà vậy Không hề có ý khinh ghét gì cô cả Phú đọc được suy nghĩ trong tim mắt của Hà Lan Nên kéo ghế ngồi cạnh cô Anh nói Mẹ rất thích em Cứ dục anh đưa em về nhà chơi Nhưng anh vẫn chưa có cơ hội nói hay là cuối tuần này chúng mình về chơi với cái Phương Rồi về thăm nhà bố mẹ em luôn nhé Bà Thọ tiếp lời con trai Đúng đấy Cuối tuần hai đứa về đi Mẹ làm bánh cho mà ăn Nhớ ngày bé Khi Hà Lan thích ăn bánh bác làm nhất đi mà nhỉ Đấy thấy chưa Mẹ đã thiên vị em hơn cả anh rồi kìa Làm mỗi bánh cho em ăn thôi đấy Anh chả có phần gì cả Bà Thọ lượm yêu con trai Cha bố nhà anh Bình thường mấy anh về sát cả họng Anh chả thèm về ấy chứ Ở đấy mà so với chả bì thế quyết định thế nhá cuối tuần hai đứa về nhé hà lan gật đầu dạ vâng ạ à. cuối tuần bọn cháu về ừ thôi thế hai đứa đi chơi đi bác đi công việc rồi về luôn hà lan nói bác đi đâu thế à để anh phú đưa bác đi thôi bác đi công việc riêng hai đứa cứ đi chơi đi đi xem phim gì đấy cho nó vui vào cuối tuần về đấy bà thọ cầm túi sách đi về còn phú với hà lan thôi cô ngẩn ngại nhìn anh khẽ hỏi anh nói gì với mẹ anh thế em đoán xem em không biết anh bảo với bố mẹ anh rằng anh thương em thương rất thương những ngón tay của hà lan đan vào nhau hỏi phú thế bố mẹ anh bảo sao ạ bố mẹ anh không có ý kiến gì cả chỉ cần anh thương ai bố mẹ sẽ cưới cho anh anh thương em muốn cùng em đi qua những ngày tháng còn lại dù thăng hay trầm dù thế nào cũng muốn nắm tay em vượt qua hà lan đi với anh nhé lúc ấy trong quán cà phê chợt vang lên lời bài hát làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em sự bình yên và hôm đó hà lan chính thức làm bạn gái của phú cô không biết như vậy có vội vàng hay không có quá nhanh chóng hay không nhưng cô vẫn không thấy hối hận về quyết định đó và nhiều năm sau Hà Lan vẫn cảm thấy quyết định ngày hôm nay vô cùng đúng đắn. Nếu mà cô cứ chần chừ mãi thì sẽ có thể cô sẽ bỏ lỡ một nửa hoàn hảo trong đời. Cuối tuần, Hà Lan với Phú về quê chơi. Đầu tiên là cô về nhà cô trước, cô đã có gọi cho bà, bà giáo hay. Nào ngờ, bà giáo nói với bà Thọ, giọng lại thân thiết lắm, gặp nhau suốt thôi. Mọi chuyện chỉ còn chờ cái gật đầu của Hà Lan nữa là chính thức qua lại. Ông giáo vui vẻ đón tiếp Hoàng Phú, hai ông bà rất hài lòng với chẳng rể tương lai này khác hẳn với ngày xưa khi Hà Lan quen Nam bởi vì mắt nhìn người của người lớn bao giờ cũng chuẩn hơn kẻ đang chìm đắm trong tấm lưới tình ở nhà một lúc hai người lại chạy xe về nhà của Phú Hà Lan hồi hộp lắm nhưng có Phú cầm tay cô cô đỡ lo lắng hơn khi xe vừa đỗ lại trước cổng khi Phương đã nhanh chân ra mở cổng rồi miệng thì tíu tít anh chị về rồi bố mẹ ơi bà Thọ cũng đi ra Tôi cười hỏi Han Hà Lan có mệt không còn cầm tay của cô đi vào nhà nào ngờ không chỉ có mỗi ông thọ và bạn trai cái phương mà là một nhà đang ngồi chờ đợi cô về ra mắt Hà Lan hơi run bà thọ hớn hở giới thiệu đây con trai con dâu tôi về rồi đây Hà Lan lại chào bà nội với các bác các chú đi con Hà Lan hơi ngơ ngác nhưng mà cũng nhanh làm theo bà thọ dắt tay cô giới thiệu từng người đây là bà nội đây là bác đây là chú đây là cô gì Chào hỏi xong Khéo chẳng nỡ nổi tên của ai nữa Hà Lan đếm sơ sơ cũng hơn 20 người Đúng kiểu ra mắt toàn họ hàng luôn Nhưng mà cũng thật vui Vì mọi người đều nhiệt tình chào đón Hà Lan Các em nhỏ cũng chạy đến khen Chị Hà Lan xinh thế Tên cũng đẹp nữa Hà Lan, Hà Lan Phú cười tiết cả mắt Chị dâu chúng mày mà Đẹp nhất cái đất Quảng Ninh này đấy Kỳ Phương treo Eo ơi, ông anh khó tính của tôi Hôm nay biết khen gái rồi đấy Nhất mày đấy, à không à không Nhất chị Hà Lan nhá, chị dâu Nói chuyện thêm một tí Thì cả nhà dọn thức ăn ra Hà Lan định vào bếp phụ mọi người nấu nướng Nhưng mà các cô các bác nấu cả rồi Toàn món cô thích Kỳ phương lại trêu Hà Lan Chị dâu thấy mẹ cưng chị chưa kìa Toàn nấu món chị thích thôi đấy Bà thọ đáp Tất nhiên rồi, sau này mà đi lấy chồng rồi Chẳng mấy khi về đây Ta phải thương phải yêu con dâu của tao chứ lị Một bác nói vào Mẹ mình tính cả đấy Phương hả à. Thương con dâu thì sau này trăm tuổi già Nó mới thương nó mới chăm chứ Chứ mà khó khăn với nó thì về giá Nó ném ra đảo mà ở nhá Bà thọ chẳng chối Gắp cho Hà Lan thức ăn vừa đáp Chứ sao Mình thương nó mới mong nó thương mình chứ Mẹ thương con sao đừng có vứt mẹ ra đảo nhá Nói xong cả nhà cười khà khà Nâng ly chúc mừng hai đôi trẻ Có lẽ vì quá vui Mà Phú uống hơi nhiều Thế anh đã say rồi Ông Thọ bảo Hà Lan dịu phú về phòng nghỉ ngơi Nhưng vừa đến phòng riêng Thì có người đã ghi chặt Hà Lan Hôn lên bờ môi mềm mại của cô Mùi rượu nồng nàn Còn vương trong khoang miệng của anh Hòa quyện vào cánh môi đỏ mỏng Khiến cho phú đã say rượu Lại còn chìm đắm vào trận say tình Và sau bao năm Họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên như thế đó Có câu Cô hồi bĩ cực Sẽ đến hồi Thái Lai Số phận của Hà Lan dường như ứng với câu nói đấy từ lúc đồng ý làm người yêu của Phú, anh lại càng quan tâm cô hơn. Anh quan tâm cô từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh biết cô thích để tóc dài nên tìm hiểu những loại thuốc dưỡng tóc tốt nhất cho cô, mua tặng cô những cái kẹp tóc thật xinh. Bên anh, cô đích thực là một nàng công chúa, càng lúc càng lộng lẫy kiêu sa, làm ai cũng phải ngưỡng mộ. Bởi phụ nữ gặp đúng người thì mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Còn về cái Thúy, nó lên Hà Nội định làm bẽ mặt Hà Lan, nhưng không thành, nó lân la tìm việc, nhưng mãi không tìm được công việc phù hợp. Muốn làm nhân viên văn phòng thì nó không có bằng cấp, mà lao động chân tay thì nó không chịu làm. Số tiền đem theo dần hết, cuối cùng nó cũng mò về nhà bà Hoài. Hay tin bà Hoài giao cháu cho Thành thì nó điên tiết, nó gào lên mắng chửi bà Hoài, không biết thương con thương cháu, có mỗi đứa cháu ngoại cũng nuôi không nổi. Bà Hoài đang áp lực tiền bạc từ nhiều phía bùa vây Tự dưng bị cái thúy nó chửi giống như giọt nước tràn ly vậy Bà ta lao đến tát cái thúy mấy cái liền gào lên Mày im đi con mất dạy này Mày làm được gì cho tao nhờ chưa mà mày đã bắt tao phải nuôi con của mày hầu mày thế hả Mày không ở được thì mày cút đi Tao quá mệt mỏi với mày rồi đấy Mày hiểu không Mày đi 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 Bà Hoài ném quần áo cái thúy ra cổng Rồi đóng cổng lại Cái thúy gào rú bên ngoài Nó mắng nó chửi thì nam chạy xe về. Nam cũng chẳng khá hơn, do nhu cầu sinh lý hắn đi tìm gái giải quyết, nhưng tác dụng của thuốc mà thu hồng quá mạnh. chưa đi chợ đã hết tiền rồi, có khi chẳng thể lên nổi, hắn ta vò đầu bứt tai không hiểu vì sao. đi bác sĩ thì ngại không dám đi, nên người lúc nào cũng trong trạng thái bứt rứt khó chịu, làm việc sai sót bị mắng suốt, và đến bây giờ hắn cũng không biết vì sao mình lại bị như thế. Kê thúy nêu kêu nam mở cửa cho nó vào nhà. Nhưng bà Hoài cấm không cho nó vào Đêm đó nó lang thang Đôi chân không tự chủ mà đi về nhà của Thành Từ bên ngoài cổng Nó thấy mẹ Thành đang bế cháu Thằng bé cười khanh khách Nó lấy hết can đảm đi vào Nhưng Thành đẩy nó ra không cho nó bế con Còn tuyệt tình khóa luôn cửa cổng Mọi chuyện ngày hôm nay Đều bắt nguồn từ nó Nếu như nó một lòng một dạ với Thành Không ôm mộng tưởng về Phú Thì ít ra nó sẽ không khổ sở như ngày hôm nay Không nhà không cửa không nơi để về. Đêm đó, cái Thúy bỏ xứ đi, nó đi đâu thì không ai biết. Còn bà Hoài vẫn sống trong những ngày nợ nần chồng chất, hết xã hội đen, đến mấy bà hàng xóm sang đòi tiền. Bà ta quần quật làm đủ thứ việc, ai thuê gì bà ta cũng làm. Nhưng số tiền làm ra chẳng đủ với cái lãi vay nóng nó đẻ ra hàng ngày. Đến khi bà ta đổ bệnh nặng mà cũng không có tiền đi viện, nằm coi do trên giường, thèm chút cháo cũng chả ai nấu cho mà ăn lúc ấy bà ta chợt nghĩ về hà lan giá như ngày đó bà đừng khó khăn đừng ghét bỏ cô thì bây giờ đâu thê thảm đến mức này chứ bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng thời gian vĩnh viễn không bao giờ quay lại thứ mà chúng ta tiếc nuối chính là hai chữ giá như một năm sau tại một quán cà phê ở hà nội có một người âm thầm tổ chức buổi cầu hôn siêu lãng mạn anh và mọi người lên ý tưởng thực hiện sẵn hết chỉ chờ cô công chúa ấy đến Hà Lan mặc bộ váy màu trắng mà phú tặng, cô xóa tóc dài ngang lưng, kẹp chiếc kẹp chà neo anh tặng, nhẹ nhàng cất bước vào. Bên trong những bong bóng bay lơ lửng, những đóa hoa lan cùng những bức ảnh của cô được treo khắp nơi. Có một chàng hoàng tử lịch lãm, tay cầm bó hoa, tay cầm micaro, vừa đi vừa hát. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi, lại gần anh nữa đi Em nhìn thẳng vào mắt của anh này Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tỉnh giấc Người đầu tiên mà anh trông thấy đó chính là em Làm vợ anh nhé Anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm Một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé Anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên Dù mai mưa nắng Anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui san khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì và giờ hãy hứa chọn đời yêu anh nhé em. Hà Lan hạnh phúc chìm trong giọng hát ra diết của Phú, môi cô rực rỡ nụ cười. Khi hát xong, Phú cầm bó hoa trao cho, cho Hà Lan, khẽ quỳ xuống chân của cô, mở một chiếc hộp có chiếc nhẫn lấp lánh một viên kim cương ở giữa nổi bật. Ý nghĩa một đời một kiếp, một tình yêu duy nhất. Bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, Phú nói: Anh đi qua nhiều nước rồi, cũng đã quen với vài người Nhưng mà chỉ có em là khiến anh luôn nghĩ đến Chuyện về một nhà Cùng nhau sinh con đẻ cái Hà Lan, mình cưới nhau nhé Đôi mắt Hà Lan chảy ra hàng nước mắt Những giọt nước mắt của hạnh phúc Cô đưa tay ra Đó nhận chiếc nhẫn của Phú khẽ đáp Em đồng ý Phú đeo nhẫn cho cô Và hôn lên bàn tay ấy một đụ hôn nhẹ Anh đứng lên ôm choàng lấy cô làm bờ môi hòa vào nhau, ra giết nồng cháy. Ngày hôm đó chính là đẹp nhất. Một tháng sau, ở Quảng Ninh tổ chức một hôn lễ lớn, cô dâu mặc chiếc áo dài màu đỏ, được đặt may riêng, khoác tay chú rể cực điển trai trong những lời chúc phúc của quan viên hai họ. Cả hai lên chiếc xe hoa đắt tiền, bon bon về hướng nhà chú rể. Bên trong, Phú cầm chặt tay vợ không buông, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc. Cũng trong hôm đó, có một người đàn ông núp ở một góc nhỏ bên đường nhìn đoàn xe hoa chạy ngang trong lòng tràn đầy tiếc nuối anh ta cũng ước ao thời gian có thể quay trở lại để bản thân không đi vào con đường sai trái đó thì bây giờ người sánh bước bên hà lan đã là anh ta rồi và còn có những đứa con ngoan ngoãn chứ không như bây giờ mất việc không tiền không tình nhà cửa thì hết người này đến người kia kéo đến đòi nợ cuộc sống là những chuỗi ngày tăm tối Tất cả đều do bản thân anh ta tự chọn Không thể trách ai được Cưới xong thì vợ chồng Phú quay về Hà Nội làm việc Ông bà thọ tâm lý lắm Cứ thi thoảng lại gửi hải sản vào cho con trai và con dâu tầm bổ Cốt là mong được nhanh chóng bế cháu nổi Cho có với người ta Nhưng Phú thì anh muốn cả hai có nhiều thời gian hơn bên nhau Nên tạm thời kế hoạch Hàng xóm ở quê thấy hai người cưới nhau hơn nửa năm Mà bụng Hà Lan vẫn lép xẹp Thắc mắc với bà Thọ Bà Thọ cười hào sảng Ôi, bọn nó còn trẻ Cũng phải cho có không gian riêng chứ Ơ, ờ, thế bà không mong cháu nội à? Có chứ Nhưng mà khi nào tụi nó cho thì mới được bế Thời buổi này rồi Không nên gò ép tụi nó làm gì Không được đâu Bà Thọ có vẻ dễ với con dâu quá nhỉ? Ôi, tôi nói mấy bà nghe nhá Đừng khó khăn với con dâu làm gì Ngày xưa chúng mình cũng làm dâu Cũng hiểu rõ Làm dâu vất vả thế nào mà Bây giờ nghĩ thoáng ra Các bà nghĩ như tôi đây này con dâu ấy nó cũng như con gái mình đi mình thương nó nó sinh nở mình chăm sóc thì sau này mình già nó cũng không bạc với mình chưa hở tí dai soi mói nhau làm gì nó khổ nó ghét mình vợ chồng nó lục đục mình cũng có được lợi lộc gì đâu tội con trai của mình tôi nghĩ thế khỏe re cả người mấy bà hàng xóm gật gù với bà thọ mà công nhận rằng bà thọ thương con dâu thật đấy mỗi lần con dâu về bà toàn nấu món ngon cho con bồi dưỡng muốn ăn bánh gì bà cũng làm cho ăn có người không biết Còn nói bà với con dâu là mẹ với con gái nữa Mà con dâu bà thọ cũng hiền lành lễ phép lắm Gặp cô bác nào cũng cúi đầu chào hỏi Nói chuyện thì dạ vâng Ăn nói dịu dàng Thảo nào mà hoàng phú cưng vợ như cưng trứng ấy, Ai cũng chậm trổ khen cả hai vợ chồng Đến cuối năm Bà giáo có đi xem bói Bảo là năm sau Hà Lan sinh con là tốt nhất Trai cái gì đều đẹp cả Nên cô quyết định mang thai không biết là do hải sản chất lượng Hay là ai kia chất lượng Mà biết thả có hai tháng Hà Lan đã cầm một hộp quà nhỏ Sang phòng làm việc của chồng Cô vẫn dịu dàng như thế Tặng anh Phú dựng thao tác trên máy tính Hơi nhíu nhẹ mày Là ngày gì mà vợ tặng quà chồng thế Thì anh cứ mở ra đi Phú cẩn thận đặt món quà trên bàn Từ từ mở ra Anh luôn như thế Luôn trân trọng Hà Lan Trân trọng những món quà mà cô tặng khi nhìn thấy chiếc bút thử thai có hai vạch đỏ chót phú liền nhìn sang hà lan cô gật đầu mắt phú đỏ lên một lần nữa cẩn thận cất cái bút đó vào chiếc hộp rồi đứng lên ôm lấy hà lan sau đó quỳ một chân dụi mặt vào bụng của cô hà lan cười anh làm gì thế con mình còn bé lắm phú xúc động chảy cả nước mắt đêm đó anh cứ ôm cô mãi liên tục cảm ơn cô ông bảo thọ hay tin con dâu mang thai sắt xíu nhau lên Đem nào là thịt bò Trứng gà cho con sâu bồi dưỡng Trộm vía Hà Lan không ngén ngầm gì nhiều Cô chỉ buồn ngủ hơn thường ngày một chút Nhớ ăn uống khoa học Và tập những bài tập yoga nhẹ nhàng Mà người Hà Lan không tăng cân quá nhiều Em bé thì phát triển tốt Mỗi lần thay máy là Phú đều rụi đầu vào Nghe con chuyển động Anh đầu tư hẳn máy ảnh xịn sò Chỉ để lưu lại những khoảnh khắc vợ mang thai Đến ngày sinh Hà Lan thành công vượt cạn sinh ra một bé trai nặng 3 ký rưỡi cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và bố vừa chào đời đã khóc to rồi hai người thống nhất đặt tên con là đức quý ở nhà gọi là cu sò những ngày hà lan ở cữ bà thọ chăm sóc con dâu chu đáo lắm bà cũng rất chịu khó xem tivi xem cách bác sĩ hướng dẫn chăm sóc sản phụ chứ không bắt con dâu phải kiêng cữ như ngày xưa nhờ vậy mà mối quan hệ mẹ chồng nàng sâu ngày càng tốt đẹp thời gian lặng lẽ trôi từng chiếc lá non được lớn lên rồi trưởng thành và già cỗi rơi rụng xuống đường đó là quy luật của tạo hóa lá xanh rồi lại vàng nhưng có một thứ sẽ mãi trưởng tồn theo thời gian đó là tình cảm của phú dành cho hà lan và ngược lại hai người họ bên nhau lâu rồi từ lúc có mỗi cui sò bây giờ lại có thêm em ốc và cả em cái heo rồi ba đứa nhỏ dần lớn lên nhưng tình cảm mà hai người dành cho nhau vẫn khăng khít như vậy hà lan vẫn là cô gái duy nhất làm trái tim của Phú rung động và trong mắt Hà Lan cũng chỉ có mỗi chồng của cô. Để mà duy trì được cuộc hôn nhân như vậy, cả Phú và Hà Lan đều đặt bản thân vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ. Có những khi cả hai bất đồng quan điểm, cả hai lựa chọn im lặng, đợi đối phương bình tĩnh mới cùng nhau tìm hướng giải quyết khác. Và quan trọng nhất, yếu tố quyết định hạnh phúc của hai người họ và tất cả chúng ta đó chính là lòng trung thủy. Chỉ có trung thủy mới có thể đi cùng nhau đến suốt đời, suốt kiếp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.